Chương thứ 3. Hội truyền giáo Phước âm Liên hiệp và Giáo hội Tin lành đầu tiên tại Việt Nam. Sứ điệp cuối cùng của Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài thăng thiên đã được chép trong Mác chương 16 câu 15 như sau: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Trải qua gần 20 thế kỷ, mệnh lệnh ấy ngày càng ăn sâu vào tâm thức những nhà truyền giáo nói chung và tấn sĩ A.B. Simpson, người sáng lập nên hội truyền giáo Phước âm Liên hiệp CMA nói riêng. Ông thiết tha với hoài vọng làm thế nào đem tin lành đến miền đất Việt Nam xa xôi này. Lòng tấn sĩ A.B. Simpson chua xót không ít khi nghĩ đến hàng ngày có biết bao linh hồn chưa được nhận ánh sáng của lời sự sống, nối tiếp nhau ngã gục vì cớ tội lỗi. Đồng một lúc, ông cũng nghĩ đến lời cảnh báo của Kinh Thánh: Họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Lại nếu chẳng ai được sai thì rao giảng thế nào? La Mã chương 10 câu 14-15. Cho nên ông quyết định dân tộc Việt Nam phải được cứu rỗi, người Việt Nam phải nhận được ánh sáng của tin lành. Khải tượng về một cuộc truyền giáo tại Đông Dương đã làm cho tâm hồn các giáo sĩ bùng cháy. Họ không thể thờ ơ, nín lặng. Con đường truyền giáo chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều ý thức rằng bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp. Nhóm người lãnh đạo Hội Phước âm Liên hiệp một mặt cầu xin Chúa mở cửa truyền giáo tại Đông Dương, một mặt vận động phương tiện và cơ hội để gửi giáo sĩ sang truyền giáo. Quá trình của Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp. Một, La Mã. Giai đoạn đầu tiên từ năm 1980 đến năm 1915. Để quý độc giả có thể hiểu rõ hơn giai đoạn chuẩn bị cho công việc truyền giáo tại Việt Nam, tôi xin trích một đoạn trong quyển With Christ Indochina của giáo sĩ E.F. Iwin, một trong những giáo sĩ tiền phong tại Việt Nam như sau. Tấn sĩ W.M. Turnbull, phó hội trưởng Hội Phước âm Liên hiệp đã có lần nói rằng bất cứ nơi nào mà việc truyền giáo bị khóa chặt, nghĩa là một nơi chưa được nghe rao giảng tin lành của Đấng Christ, thì sẽ thấy giáo sĩ thuộc Hội Phước âm Liên hiệp đến đóng trại trước ngạch để chờ đợi. Hễ có cơ hội là bước vào. Câu nói đó rất đúng với trường hợp nước Việt Nam tại Đông Dương thuộc Pháp. Việt Nam là mục tiêu đầu tiên của tấn sĩ A.B. Simpson. Ngay từ khi ông mới sáng lập Hội Phước âm Liên hiệp, các giáo sĩ của Hội Phước âm Liên hiệp ở miền Hoa Nam, Trung Hoa luôn luôn hướng tầm mắt vào Việt Nam. Năm 1987, tấn sĩ A.B. Simpson đã viết trong tờ tạp chí War and World như vậy: Miền bán đảo Đông Nam Á đã bị lãng quên từ lâu. Quốc gia Việt Nam cần được soi sáng tin lành của Đấng Christ. Tại sao những người phục vụ cứu Chúa không đặt Việt Nam ngang hàng với Tây Tạng, thiết lập chiến trường thuộc linh mới, hầu tranh thủ nhiều linh hồn tội nhân về với Ngài? Mùa hè năm 1893, tấn sĩ David Lancashire, cộng sự viên của tấn sĩ A.B. Simpson, đến thăm Sài Gòn. Trên đường về ngang qua Tân Gia Ba, ông gặp tấn sĩ Simpson và cho biết cánh cửa Việt Nam cũng như toàn xứ Đông Dương thuộc Pháp đã mở cho việc giảng tin lành. Bắt đầu từ đó, danh từ Việt Nam như đã nhập tâm tấn sĩ Simpson. Trong các thư từ và tác phẩm của ông đều nhắc đến Việt Nam. Năm 1894, trong một bài xã thuyết đăng trên tuần báo Christian Onions and Foreign, ông cho rằng Sudan, Tây Tạng và Việt Nam là ba địa hạt truyền giáo quan trọng chưa được khai thác để quy sự vinh hiển về cho cứu Chúa. Tuy nhiên, mãi đến năm 1897 mới chỉ có một giáo sĩ của Hội Phước âm Liên hiệp được phép bước chân vào Đông Dương thuộc Pháp để thăm viếng, và chỉ vỏn vẹn thăm viếng mà thôi, không được truyền giáo.
đó là giáo sĩ C.S. Lewis, từ Long Châu vượt biên giới Hoa Man, Trung Hoa vào Bắc Kỳ rồi đến Lạng Sơn. Khi trở về, ông đã phúc trình với giáo hội: "Tôi được các sĩ quan và binh sĩ Pháp tiếp đãi rất lịch sự. Họ ở đây, binh sĩ Pháp, rất đông. Nơi nào có độ 100 người dân thì có một đồn lính. Trong suốt thời gian ở Bắc Kỳ, tôi được các binh sĩ Việt Nam và Pháp hộ tống." Năm 1889, giáo sĩ R.A. Jeffrey, tuy là tân giáo sĩ ở Hoa Nam, nhưng lại đóng một vai trò rất đắc lực trong việc mang rao giảng tin lành tại Đông Dương. Giáo sĩ R.A. Jeffrey cũng đã vượt biên giới Hoa Việt theo cách của giáo sĩ Rivers, đi tàu thủy theo sông Hồng Hà xuống tận thủ đô Hà Nội. Nhưng ông cũng chưa được đặt điểm tựa nào cho công việc truyền giáo. Năm 1901, về nghỉ hạn ở Mỹ Quốc, ông tìm gặp ông bà Levin Dayson, người da nã đại thuộc Pháp, với hy vọng đề cử ông bà này sang Việt Nam, vì người nói tiếng Pháp vào xứ thuộc Pháp dễ hơn người nói tiếng Anh. Sau đó hội truyền giáo sai phái ông bà Levin Dayson qua Việt Nam. Năm 1902, họ vào Hải Cảng Hải Phòng với kế hoạch nhằm mở một trụ sở giảng tin lành tại Bắc Kỳ, nhưng không gặp thời, sau đó phải trở lại Hoa Nam. Năm 1905, tỉnh Long Châu được địa hạt Hoa Nam dùng làm trung tâm truyền giáo. Họ hy vọng trạm này có thể dùng làm bàn đạp để đưa tin lành vượt biên giới Hoa Nam vào miền Bắc Việt Nam. Nhưng về sau, hội truyền giáo nhận thấy cách này chỉ có thể giảng tin lành cho những người đi di cư sang lập nghiệp ở Trung Hoa, chứ không giảng trực tiếp cho dân tộc Việt Nam được. Và lại người Pháp cũng không thích để họ truyền giáo đi vào cửa sau bằng cách ấy, nên họ đã cho phép giáo sĩ vào một trong các hải cảng lớn ở Việt Nam. Mùa xuân năm 1911, một cuộc hành trình mới bắt đầu cho các giáo sĩ. Các ông R.A. Jeffrey, Paul S. Hosner và G. Lloyd Huxner đến hải cảng Turin ở trung phần Việt Nam. Họ mua được một nhà ở góc đường Khải Định, số 66 đường Nguyễn Hoàng, số 67, để làm trụ sở truyền giáo. Đây là trụ sở đầu tiên của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất các công tác ở tại Hoa Nam, ông R.A. Jeffrey được phép làm giáo sĩ thường xuyên tại Việt Nam, nên tất cả hy vọng đều đặt nơi hai ông Hosner và Huxler. Nhưng đến mùa hè năm 1911, ông Huxler được gọi về New York để lãnh nhiệm vụ cao trọng hơn, nên chỉ còn ông Hosner trở lại Đông Dương một mình. Ông Hosner khởi sự học tiếng Việt và cũng đồng thời bắt đầu giảng tin lành. Câu chuyện lý thú sau đây tỏ ra ơn dự bị của Chúa và óc sáng kiến của đoàn truyền giáo tuyển phong. Nhờ đó mà ông R.A. Jeffrey và các bạn không trễ mất 2 tuần lễ tăng thêm tổn phí ăn ở tại Turin sau khi hoàn tất công tác. Số là chiếc tàu thủy chở thơ của Pháp chạy thường xuyên giữa Pháp Quốc và Á Đông, cứ 2 tuần lễ ghép tại Turin một lần nữa. Khi đã làm xong nhiệm vụ, các giáo sĩ được biết có chuyến tàu sắp ghé Turin rồi đi Hồng Kông, nên họ sắp đặt mua vé để đi chuyến tàu ấy. Họ được báo tin tàu nhổ neo vào buổi chiều. Họ cũng được cho biết chắc rằng có đủ thì giờ để ăn trưa. Xin nói rõ là tại hải cảng Turin, lúc đó các tàu lớn thường đậu cách bờ chừng 5 cây số. Hành khách ra vào bằng xà núp, và từ chỗ xà núp đậu đến chỗ các giáo sĩ ăn trưa là 3 cây số. Khoảng 11 giờ trưa, họ bỗng ngạc nhiên nghe tiếng còi tàu nên chạy ra nhìn về phía hải cảng, thì thấy chiếc tàu đang sửa soạn nhổ neo. Họ liền gọi xe kéo chạy đến cầu tàu thì chiếc xà lúp đã đi rồi. Các giáo sĩ nhìn quanh tìm phương cách để ra tàu. Họ thấy chỉ có một cách là muốn chiếc thuyền gỗ, muốn bắt kịp chiếc tàu đã nhổ neo, mà làm cách này thật
khốn đốn không ít. Nó chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, có gió thì chạy bằng buồm, không gió thì chèo. Lúc đó trời đứng gió mà nước thủy triều lại ngược. Tuy nhiên họ cố gắng đi, vì ông Rastay thường có một câu châm ngôn là: tôi đi đúng đường thì Chúa sẽ giúp đỡ tôi và dẫn dắt tôi. Trong khi họ hơi tuyệt vọng vì chiếc thuyền quá chậm chạp, thì chiếc xà lúc quay trở lại bờ. Họ ra dấu xin trả 5 đồng nhờ đưa ra tàu. Người trên xà lúc thấy họ là người da trắng, hơn nữa cũng có được chút ít tiền trả nước nên bằng lòng. Nhưng khi các giáo sĩ qua xà lúc thì gặp một trở ngại khác làm cho họ gần tiêu tan hy vọng, vì chiếc tàu đã nhổ neo mà xà lúc lại thiếu hơi, không thể chạy nhanh. Tiếng còi càng lúc càng nhỏ dần, họ nghĩ rằng chỉ còn có quyền năng của Chúa giúp đỡ mới hy vọng kịp tàu. Thế rồi họ phân công nhau, ông Harkless xuống hầm xúc than cho vào lò để có thêm sức nóng, ông Hosler quỳ gối cầu nguyện, ông Rastray ngồi kéo còi xà lúp. Công việc của họ lúc đó chẳng khác nào những người xây vách thành Jerusalem trong thời Ezra. Khi viên thuyền trưởng trông thấy chiếc xà lúp có cắm cờ Pháp của viên công sứ thành phố Turin phóng theo hết tốc lực và tiếng còi rẽ vang, ông tưởng là có việc gì quan trọng nên cho tàu dừng lại. Khi chiếc xà lúp tiến đến sát mạn tàu, một chiếc thang thả xuống, ba giáo sĩ bước lên trình ba cái vé hạng nhì trước vẻ ngạc nhiên tột độ của viên thuyền trưởng. Riêng đối với các giáo sĩ, đó là việc Đức Chúa Trời bắt chiếc tàu dừng lại cho họ đi đúng với chương trình đã định. Lúc mới mở khu vực truyền giáo, Việt Nam được coi như là chi nhánh của Hoa Lam, Trung Hoa. 4 năm sau, năm 1915, ông Tổng Thư ký Ngoại vụ truyền giáo là Tấn sĩ S. Grover đến thăm Đông Dương, và khi số giáo sĩ ở Việt Nam được 9 người, họ liền mở một nơi giao giảng là Phai Phô, Hội An, thuộc tỉnh Quảng Nam ở phía nam Đà Nẵng. Sau đó, một hội đồng khu vực truyền giáo ở Việt Nam được tổ chức. Giáo sĩ Isaac Hess, chủ nhiệm của một trụ sở truyền giáo ở Hoa Nam, được bầu làm chủ nhiệm địa hạt mới này. Thành phần các giáo sĩ được phân phối như sau: 4 người ở tại Trung Kỳ, lo cơ sở Turin và Phai Phô; 5 người đi Bắc Kỳ, lo mở cơ sở mới, trước tiên là ở Hải Phòng, rồi đến Hà Nội. Việc tổ chức tạm hoàn tất, hầu hết các giáo sĩ đều biết nói tiếng Việt bập bẹ và sẵn sàng đem ánh sáng tin lành vào những vùng tối tăm. Nhưng mọi sự không phải dễ dàng đâu, vì đúng như lời Kinh Thánh, chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Cho nên khi các giáo sĩ rộn dịp trang bị thì Satan cũng bận rộn không kém. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất, năm 1914, chính quyền Pháp rất nghi ngờ những người ngoại quốc ở Đông Dương. Giáo sĩ luôn luôn bị mật thám theo dõi và các cuộc giao thiệp với người bản xứ đều bị canh chừng chặt chẽ. Sự kiện này riêng đối với cá nhân đoàn truyền giáo không có nghĩa gì, vì họ không có gì để giấu giếm cả, chỉ công bố tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu thôi. Tuy nhiên, ngay lúc đầu tình trạng không được tốt đẹp. Kẻ thù của tin lành tung ra nhiều tin đồn thất thiệt rất tai hại. Họ bảo các giáo sĩ là gián điệp của Đức Quốc. Lời vu khống ấy càng tô đậm hơn khi họ biết có một giáo sĩ sinh tại Đức Quốc. Sự thật ông ấy là công dân Hoa Kỳ, đã rời bỏ nước Đức đến Hiệp Trung Quốc sinh cơ lập nghiệp với cha mẹ từ tuổi ấu thơ. Nhưng người Pháp lúc bấy giờ không cần tìm hiểu lai lịch cặn kẽ, khi xét giấy thông hành thấy ông sinh tại Đức thì cho ông là gián điệp. Nhiều người khác dù là công dân Hoa Kỳ chính cống, nhưng nếu mang một cái tên có vẻ Đức thì sớm muộn cũng bị nghi ngờ. Hậu quả của sự ngờ vực ấy là sắc lệnh cấm các giáo sĩ hoạt động truyền giáo giữa người bản xứ do toàn quyền Đông Dương ký vào tháng Chạp năm 1915. Các nhà thờ bị đóng cửa, các giáo sĩ có tên trong sổ bìa đen phải lập tức rời khỏi Việt Nam.
Do đó, có 4 trong số 9 người phải đi, còn lại 5 người cũng không được phép tiếp tục hoạt động nữa. Ngoại cảnh lúc đó thật đen tối, nhưng các giáo sĩ luôn luôn nhớ lời Chúa phán: "Này, ta thường ở cùng các ngươi luôn, nên không lản trí và sờn lòng." Hai nhỏ. Giai đoạn thứ hai, năm 1915 đến năm 1929. Sau khi sách lệnh trên đây được ban hành, việc truyền giảng tin lành trở nên khó khăn hơn. Chính quyền Pháp Việt luôn luôn rình rập các giáo sĩ. Họ quyết tâm làm thế nào ngăn trở không cho tin lành truyền bá ở Việt Nam và Đông Dương bằng cách dựa vào Hòa ước Việt Pháp ký ngày 6 tháng 6 năm 1884. Trong đó có khoảng cho phép giáo hội La Mã truyền giáo tại Việt Nam. Mặc dù hòa ước ấy không đã động gì đến giáo hội Tin lành, nhưng họ lý luận một cách méo mó là cho phép giáo hội La Mã truyền giáo có nghĩa là không cho phép giáo hội Tin lành, vì chỉ cho phép một giáo hội La Mã mà thôi. Thâm ý của họ muốn bóp nghẹt Tin lành cứu rỗi, nhưng ý định đó không thành, vì một số người tin nhận Tin lành đầu tiên bởi Đức Thánh Linh đã làm ứng nghiệm những lời đã được chép trong Kinh Thánh. Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Răng chương 1 câu 12-13. Đức tin của họ rất vững chắc. Tôi xin trích một đoạn nói về đức tin của tín đồ đầu tiên trong quyển Đấng Christ tại Đông Dương của cụ Irwin để chứng thực điều ấy. Tín đồ đầu tiên có đức tin rất lớn nơi Đức Chúa Trời. Họ lìa bỏ sự thờ lạy hình tượng và sự sợ hãi đối với ma quỷ để trở về thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống. Chúng ta, các giáo sĩ, cần phải có đức tin như vậy đối với Chúa. Người Việt Nam biết và tin có ma quỷ. Khi đã tiếp nhận Chúa, họ vẫn còn tin và biết có ma quỷ, nhưng họ biết rằng Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Ngài lớn hơn bất cứ tà thần nào nghịch với tín đồ. Đức tin ấy xứng hiệp với lời Thánh Răng đã nói: "Đấng ở trong anh em lớn hơn kẻ ở trong thế gian." Người tín đồ đầu tiên tin những lời ấy nên họ không sợ Satan và không thờ lạy nó nữa. Họ chỉ tin cậy vào quyền năng của Chúa Giêsu. Những việc lạ lùng như đã chép trong sách Công vụ thường xảy ra giữa chúng ta không phải đức tin của các giáo sĩ, mà là bởi đức tin của những hài nhi Việt Nam này trong Đấng Christ. Đó là những người mới tìm được cứu Chúa duy nhất, Đấng có quyền lớn hơn ma quỷ, kẻ thù của họ. Một lần nọ, có một tín đồ chưa chịu báp tem đến cho giáo sĩ hay là con gái của ông đang hấp hối. Thầy thuốc cũng bó tay, không còn hy vọng gì nữa. Ông xin giáo sĩ cầu nguyện cho con gái mình. Giáo sĩ bảo: "Chúng tôi sẽ đến nhà ông." Nhưng ông ta đáp: "Không cần đến nhà, chúng ta cầu nguyện tại đây, Chúa sẽ làm việc ở đó." Rồi ông nhắc lại câu nói của thầy đội trưởng thưa với Chúa Giêsu như sau: "Xin thầy chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ lành." Cầu nguyện xong, ông đi làm việc. Ông ta là thư ký của sở hỏa xa. Chưa về, đi ngang qua nhà giáo sĩ, nhưng ông không ghé lại. Qua ngày sau cũng thế, đi làm rồi về thẳng nhà. Giáo sĩ rất phân vân, không biết tình trạng của em bé ra sao. Sự phân vân đó chứng tỏ đức tin của giáo sĩ và đức tin của hài nhi trong Đấng Christ thật quá cách biệt. Với 53 khúc sách tin lành, người tín đồ này có đủ đức tin để tin rằng quyền năng của Chúa từ trước đến giờ vẫn sung mãn. Vị giáo sĩ trên đây thì trái lại, rất băn khoăn. Cuối cùng phải ra đường đón ông tín đồ để hỏi thăm về em bé ra sao. Người tín đồ tỏ vẻ rất ngạc nhiên đáp: "Nó khỏi hẳn rồi, ông không biết sao? Tôi tưởng khi lấy đức tin cầu nguyện thì ông biết chắc cháu đã được lành rồi chứ." Giai thoại trên đây cho chúng ta một khái niệm về đức tin. Vâng, đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình chưa xem thấy. Với lòng tin tưởng đơn sơ nhưng chân thật ấy mà có nhiều người đau yếu được chữa lành, nhiều kẻ bị tà ma ám ảnh được đuổi ra khỏi, nhiều người điên bởi quyền năng của Chúa được bình thường,
nhiều phép lạ đã được tỏ ra trong vòng hội thánh đầu tiên. Trở lại vấn đề truyền giáo của Hội Phước Âm Liên Hiệp tại Việt Nam, chúng ta có cớ để ngợi khen sự thành tín của Chúa và lòng hăng say hoạt động của các giáo sĩ tiền phong. Giai đoạn dò dẫm nghi ngờ của chính quyền Pháp và của Hoàng Triều đã qua. Bắt đầu từ năm 1916, việc cấm đạo đã bớt khắc nghiệt. Các giáo sĩ xung phong hoạt động trở lại tại các tỉnh miền Duyên Hải và các đô thị nhượng địa như Turin, Hải Phòng, Hà Nội. Bằng mọi cách, họ quyết đem tin lành ánh sáng của lời sự sống vào những vùng tăm tối của quốc gia Việt Nam. Ngôi nhà thờ bé nhỏ bằng tranh cất năm 1913 tại Turin đã sơ xác mái. Nhưng những người tin Chúa lúc ban đầu vẫn vững vàng, trầm lặng lớn lên trong đức tin. Giáo sĩ mặc dù được phép trở lại Việt Nam, nhưng mọi hoạt động của họ đều bị hạn chế. Họ chỉ được tự do rao giảng tin lành trong thành phố Đà Nẵng thôi, không được ra khỏi Châu Thành. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh đã làm một việc rất lạ, là khi nhà thờ ở Châu Thành được mở cửa lại thì dân chúng ở các vùng ngoại ô đến nghe giảng rất đông. Viên thị trưởng thành phố Đà Nẵng lúc bấy giờ tuy là người Pháp nhưng rất có thiện cảm với các giáo sĩ. Ông đã dùng hết quyền hạn của mình để giúp đỡ cho việc truyền giảng tin lành được kết quả tốt đẹp. Lúc bấy giờ, tuy các giáo sĩ đã nói tiếng Việt Nam khá hơn, nhưng vẫn chưa có thể giảng một cách thông suốt, do đó khó lôi cuốn được thính giả. Viên thị trưởng đã phải giúp đỡ bằng cách ra lệnh cho cảnh sát trưởng. Hễ khi nào thấy nhà thờ mở cửa, thì giúp đồng bào vào nghe giảng. Thật vậy, Chúa đã dự bị mọi cách để phát triển tin lành. Trong giai đoạn này, Ngài cũng sửa soạn và trang bị cho một người, ngay khi ông này còn là tín đồ ngoại giáo, trở lên môn đồ đắc lực lúc bấy giờ. Đó là vị giáo sư riêng của các giáo sĩ. Ông thuộc gia đình khá giả, đã theo học chữ Hán 15 năm, nên rất quen thuộc với các pho sách Hán học. Môn thuyết giáo học mà ông có dịp nghiên cứu rất kỹ trước khi trở thành môn đồ đấng quýt đã giúp ông rất nhiều trong chức vụ hầu việc ngài. Lúc đầu, ông dạy tiếng Việt cho các giáo sĩ, đến khi trở lên tín đồ và quyết dâng mình hầu việc Chúa, thì các giáo sĩ lại giúp ông làm bố cục bài giảng để giảng trong các buổi nhóm họp. Ông là nhà truyền đạo đầu tiên gây dựng công việc Chúa tại Đà Nẵng. Mỗi buổi nhóm do ông chủ tọa đều có rất đông người đến dự, trong số đó có nhiều nhà trí thức. Tâm trạng của họ chẳng khác nào tâm trạng của người Pharisee trong thời Chúa Giêsu. Họ chỉ thích đặt nhiều câu hỏi hiểm hóc để hạ nhục Chúa, nhưng bao giờ họ cũng được giải đáp cách dễ dàng và thỏa đáng. Kết quả là những người tự kiêu, những kẻ hay chế nhạo, lần lần thức tỉnh, phục thiện, bằng lòng cầu nguyện, tin nhận Chúa. Sau 3 tháng làm việc như vậy, Chúa đã đồng công nên có 18 người trở lại với Ngài, và cũng từ đó Hội Thánh Turin được khai sinh. Nơi đây cũng là chi hội tự trị tự lập đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam kể cả Đông Dương. Trong số hơn 20 thuộc viên của Hội Thánh bé nhỏ đầu tiên này, có 4 người thuộc Hoàng tộc Việt Nam, 3 người là phán sự của chánh phủ Pháp, của chính phủ Pháp, và 3 người là nhân viên quan thuế. Nhắc lại việc này, chúng tôi không có ý phân biệt giai cấp vì những nhân vật này về sau có liên quan mật thiết với những chuyển biến dồn dập của Hội Thánh. Hội Thánh Chúa tại miền Trung phát triển rất mau, số tín đồ tăng gấp đôi hàng năm, và chẳng bao lâu thì số tín đồ tại Turin và các vùng lân cận lên đến số 1.000 người. Thật chẳng khác nào cơn dịch tin lành truyền nhiễm vậy. Tín đồ tin lành đi đến đâu thì có các cuộc thảo luận về tin lành đến đó. Phong trào truyền giáo tin lành lúc bấy giờ hết sức sôi nổi. Hầu hết những ai chăm chú thảo luận đều bị quyền năng Chúa bắt phục trở lại tin nhận Ngài. Trong số tín đồ mới đó có một bà cụ thuộc gia đình khá giả ở Turin. Bà cụ này vốn là một nhà kinh doanh đã gây dựng rất nhiều sản nghiệp. Lúc đầu nghe tin các giáo sĩ muốn mở một chi nhánh trong thành phố gần nhà bà cư trú để giảng đạo, sẵn có một miếng đất muốn bán nên bà thường tới lui giao thiệp với các giáo sĩ. Nhưng việc không thành vì các giáo sĩ đã xin được một miếng đất tại làng Hải Châu, quê hương của chúng tôi. Bù lại, bà được Chúa bắt phục để trở lên môn đồ Ngài một cách lạ lùng. Mặc dù gia đình cực lực phản đối, nhưng bà cương quyết trung tín.
nhờ cậy Chúa đổi mới đời sống. Chẳng bao lâu, cụ đưa cả gia đình 25 người gồm con trai, con gái, nàng dâu và các cháu chắt trở lại với Chúa. Những người này sau khi lìa bỏ đời sống cũ liền hăng hái xông pha vào chiến trường thuộc linh để làm chứng quyền năng của Chúa, dẫn đưa những người khác đến với Ngài. Chiến thuật vết dầu loang đã được áp dụng hết sức tự nhiên với tất cả nhiệt thành nóng cháy. Do đó, có người cho rằng tin lành là một thứ đạo cứu rỗi truyền nhiễm, và cũng vì thế mà tin lành được truyền ra cách nhanh chóng và kết quả mỹ mãn. Trong số những người tin Chúa đầu tiên, có một người trước kia làm nghề phù thủy. Ông ta cũng là thủ từ tại một ngôi miếu trong làng. Một ngày nọ, ông cùng một số dân làng đến nhà giảng nghe tin lành. Và sau khi nghe giảng, ông đã chất vấn cặn kẽ về lẽ đạo cứu rỗi. Cuối cùng, ông tin nhận Chúa trong khi đang say rượu. Giáo sĩ nghĩ rằng hột giống khó bề bắt rễ trên miếng đất chưa sửa soạn này. Nhưng ít lâu sau, ông được Chúa dạy dỗ và lần lần hiểu biết chân lý cứu rỗi. Ông khởi sự làm chứng cho dân làng về quyền phép của Chúa Giêsu, trừ ma đuổi quỷ rất phi thường hơn hẳn phù thủy. Đồng thời, ông cũng chứng tỏ cho mọi người thấy hình tượng chỉ là những vật vô tri, không có quyền năng chi cả. Dân làng thách thức ông phá hủy một hình tượng. Ông không do dự, đập bể hàng loạt, bỏ nằm ngổn ngang mà không hề sợ hãi. Dân làng chờ đợi một hình phạt của thần thánh giáng trên ông ta. Nhưng một tháng trôi qua, ông vẫn khỏe mạnh và đời sống cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dân làng rất lấy làm lạ, và từ chỗ ngạc nhiên ấy, họ bắt đầu thay đổi thái độ với ông. Chẳng bao lâu, ông đưa toàn đại biểu dân làng đến nhà giảng, trong đó có viên lý trưởng và các hào mục chức sắc. Những người này thành thật xác nhận là họ đã nhận thấy bằng cớ chứng tỏ là Chúa Giêsu có quyền năng hơn ma quỷ và thần tượng. Hơn nữa, nếp sống của người tín đồ tin lành rất xứng đáng nên họ đến để tin nhận Chúa. Sau đó ít lâu, vị phù thủy này tình nguyện theo học trường kinh thánh ở Turin và trở lên một trong số những mục sư đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ngoài ra, có những năng lực đức tin rất lớn lạ trong Chúa. Coi sự chết và nghĩa địa là cách cửa trần gian bước vào thiên đàng. Một trong những dẫn chứng là câu chuyện một chàng thanh niên mới trở lại tin Chúa tại Turin. Người trai trẻ này sau khi nhận được ơn cứu rỗi đã sống một đời sống mới, hàng ngày rất ham mến lời Chúa. Người quyết tâm dâng đời mình đi học kinh thánh với ý nguyện trở thành con gặt. Nhưng bởi ý Chúa, sau một cơn bệnh sơ sài, người qua đời cách bất ngờ. Trước khi tử giã cõi đời, nét mặt người tươi sáng lạ thường, nói năng bình thản như một người sắp đi xa, căn dặn vợ ở nhà hãy trung tín với Chúa. Tôi về với Chúa trước, rồi mình sẽ về sau, đừng buồn, nên vui mừng đón chào sự chết. Sau đó tử giã những người thân yêu và anh em tín đồ với một giọng rất tự nhiên. Cửa thiên đàng đã mở, tôi đi. Rồi tắt thở như người ngủ, đám tang cử hành theo nghi lễ hội thánh, có nhiều người đồng hương đến dự. Đấy là lần đầu tiên họ chứng kiến một đám tang bao hàm ý nghĩa hy vọng, chứ không phải là tuyệt vọng. Quan niệm này thật đúng như lời Phao-lô đã nói, đối với tôi sống là đấng Christ và chết là lợi ích. Người Cơ Đốc tin chắc sự chết chỉ là ngưỡng cửa bước vào một cuộc sống mới bình an và không còn đau khổ. Sự chết chính là niềm sung sướng cho những người trong Chúa. Vì chết trong trường hợp này không có nghĩa là vĩnh biệt, mà là còn hy vọng để gặp lại nhau theo lời hứa của Kinh Thánh. Trong đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. Cô-rinh-tô chương 15 câu 22. Ngày xưa, ý nghĩa của cái chết như là một đổ vỡ, tuyệt vọng, nhưng hiện nay trong Chúa, chết là phương tiện để được sống. Sau đám tang này, có 44 người trong vòng bà con của chàng thanh niên trở lại tin nhận Chúa. Lúc bấy giờ, những người tin lành đi đến đâu thì tin lành cứu rỗi như đồn đến đó. Chỉ trong thời gian ngắn, một nhà thờ bằng tranh hoặc ngói sẽ mọc lên, nhất là trong các vùng Hòa Vang, Duy Xuyên, Đại Lộc và Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam. Mặc dù các giáo sĩ bị cầm chân trong các thành phố nhượng địa, nhưng tin lành vẫn được truyền ra vì mỗi tín đồ là một chứng nhân đắc lực. Họ trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, sau đó trở về làng làm chứng ơn Chúa.
đưa dắt nhiều gia đình đồng bào đến với Ngài. Làn sóng tin lành mạnh như thác lũ. Cách ăn nết ở của tín đồ là những bài giảng sống đầy năng lực, biện chứng cho đức tin. Chỉ một thời gian ngắn, tiếng nói của tin lành đã lan rộng toàn tỉnh Quảng Nam và các vùng lân cận. Lửa Thánh Linh bùng cháy trong lòng mỗi cá nhân tín đồ. Ánh sáng đã bừng lên trong đêm tối. Ba nhỏ, tin lành trong những cơn bắt bớ. Ánh bình minh vừa ló dạng thì những áng mây mù cũng lần lượt kéo đến mịt mù trên nền trời Giáo hội Việt Nam giữa những năm 1926 đến 1928. Nhà cầm quyền ra mặt bắt bớ tin lành tại miền Trung, nhất là tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa. Viên Tổng đốc tỉnh Quảng Nam ra lệnh triệt hạ một nhà thờ đang xây tại huyện Quế Sơn trong khi anh em tín đồ đang sửa soạn lợp mái. Ông truyền đạo đòi đến huyện Đường, rồi sau đó giải đến viên công sứ tại Phai Phô, Hội An để thẩm vấn. Ông đã bị làm khó dễ đủ điều. Đầu tháng 5 năm 1928, các mục sư ông Văn Huyên và truyền đạo Đặng Ngọc Cầu sau khi tốt nghiệp trường Kinh Thánh liền đến Cù Lao Lý Sơn, tức là Cù Lao Ré, để làm chứng và phân phát lời Chúa, cũng bị viên Tổng đốc Quảng Nam ra lệnh bắt đưa về giam ở nhà lao Quảng Ngãi, sau đưa về nhà giam Quảng Nam với bản án 3 tháng tù vì lý do vi lệnh. Nhưng hai ông đã bị giam 2 tháng trước nên tháng thứ 3 được phép trả tiền thục để ra. Biến cố lặng nề nhất là cũng làm chấn động dư luận, nhất là mục sư Phan Đình Niệu bị bắt tại Nha Trang Thành, Khánh Hòa. Lúc đó toàn tỉnh Khánh Hòa có một nhà giảng thuê tại Nha Trang Thành và số tín đồ chỉ vỏn vẹn có 3 gia đình. Cụ mục sư Phan Đình Niệu đi làm chứng và thăm tín đồ. Viên Tuần Vũ liền cho lính bắt giải về nguyên quán ở tỉnh Quảng Nam. Tại đó, trước mặt các viên chức chính quyền, cụ mạnh dạn đứng lên tự biện hộ cho mình. Cụ đã trình bày rõ ràng mọi hoạt động của cụ chỉ nhằm làm chứng tin lành, cứu rỗi và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với thế gian. Chính Chúa Giêsu là đấng cứu thế, bằng lòng chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi mọi người. Nên hễ ai tin nhận Ngài, tức khắc trở lên người mới, thoát khỏi xiềng xích tội lỗi. Thấy không có lý do để buộc tội cụ, họ liền thả cụ ra với lời đe dọa, không nên giảng đạo nữa. Nhưng khi về đến Nha Trang, cụ lại tiếp tục hoạt động giao truyền ơn cứu rỗi và hăng hái làm chứng về Chúa Giêsu. Nhà cầm quyền càng căm tức nhất là viên Tuần Vũ tỉnh Khánh Hòa, nên tìm cách bắt và đưa về giam tại nhà giam Nha Trang với bản án 6 tháng tù ở. Cũng vì lý do vi lệnh, họ đối xử với cụ như những thường phạm và hơn nữa là cố bạc đãi như một trọng phạm để làm nhục cụ. Nhưng cụ mục sư Phan Đình Niệu chẳng buồn phiền chi cả, trái lại rất thản nhiên vui sống với tất cả tù nhân và tìm dịp làm chứng tin lành cho họ. Cụ sẵn sàng làm tất cả những công việc nặng nhọc, nao khổ mà chẳng hề phản đối. Nhưng cái tin vị mục sư bị kết án 6 tháng tù vì cớ giảng tin lành từ miền Trung lan ra chẳng làm xôn xao tín đồ tin lành tại Việt Nam mà còn làm chấn động tín đồ tin lành thế giới, nhất là tín đồ tin lành Pháp. Nhân dịp này, cụ Phan Nhất Thuyên, một tín đồ tin lành ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có sáng tác một bài thơ như sau: Ma tha quan bắt, nghĩ mà phiền, cái kiếp phong trần, khéo đảo điên. Hai chữ tin lành, Âu Á cũng, một cơn sấm sét đất trời riêng, nhớ ơn cứu rỗi, quên gươm sáng, lặng gánh yêu thương nhẹ xích xiềng, dầu tội dầu tù, tuy cũng sướng, còn hơn nạn Phật với tai tiên. Phan Nhất Thuyên. Trong khi đó, cụ mục sư Phan Đình Niệu vẫn bình thản sống trong lao tù. Cụ vui sướng được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ. Cụ không quên câu chuyện Führer bị giam trong tù và sự cầu nguyện tha thiết của Hội Thánh. Cụ tin chắc Hội Thánh đang cầu nguyện cho mình. Do đó, hàng ngày, cụ kiên nhẫn làm chứng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và ân điển của Chúa Giêsu cho từng tù nhân trong khám. Kết quả, có 19 người trong lao tin nhận Chúa. Cụ sửa soạn lập một hội thánh trong nhà giam. Việc đó đã làm cho nhà cầm quyền căm tức hơn, nhưng đồng thời điều đó cũng chứng tỏ cho họ thấy rằng họ có thể gồng ram chân tay nhưng không thể khóa miệng một người đã biết ơn cứu rỗi của Chúa. Trong nhà giam, cụ mục sư Phan Đình Niệu đã cảm tác bài thơ sau đây: Cha xem lịch sử trải ngàn thu, mới thấy trong nao hội thánh tù.
sở bãi lui về, ăn dưới cỏ, ngủ rồi thức dậy, tiểu trong lu, cùm săn trơn cứng, vừa in khít, cơm vắt trời nuôi, cũng mập ù, cánh cửa lao lung, dù khóa chặt, khôn ngăn nòng đến Chúa Giêsu. Diễn tiến của công cuộc truyền giáo, ý nghĩa bài thơ này chứng tỏ không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ. Ngày 15 tháng 10 năm 1968, chúng tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn bằng xe hơi theo quốc lộ 1. Tiện đường chúng tôi ghé lại lao xá thăm cụ mục sư Phan Đình Liệu và trao tặng cái rề xô dầu ngay trước cửa nhà lao. Khi tôi trao cái rề xô cho cụ, thì bà W.C. Kaman đứng bên kia đường chụp ngay được một tấm hình. Tấm ảnh đó làm bằng chứng cho việc Tin Lành bị bắt bớ và mục sư bị cầm tù tại Việt Nam. Về đến Sài Gòn, bà Kaman liền viết một bài tường thuật với đầy đủ chi tiết gửi cho một nghị sĩ Quốc hội Pháp kèm theo tấm ảnh bà đã chụp được. Ít lâu sau, hồ sơ về vụ bắt bớ này được đưa ra thảo luận sôi nổi tại Quốc hội Pháp. Nhiều câu hỏi được nêu lên để chất vấn chính phủ, đại khái như tại sao Tin Lành bị bắt bớ tại Việt Nam, tại sao mục sư bị giam cầm. Sau cuộc tranh luận ấy, Quốc hội Pháp ngày 5 tháng 12 năm 1929, chính phủ Pháp và Lam Triều ban hành một sắc lệnh mới. Sắc lệnh này nhằm thu hồi sắc lệnh của toàn quyền Đông Dương đã ký vào tháng Chạp năm 1915. Như vậy, trên lý thuyết Tin Lành không còn bị ngăn cấm nữa, nhưng trên thực tế, mục sư truyền đạo vẫn luôn luôn bị theo dõi gắt gao. Nếu vấp phải một sơ hở nào thì liền bị bắt giữ hoặc làm khó dễ ngay. Đơn xin cấp giấy phép cất nhà giảng hoặc mở phòng giảng phải chờ hàng năm vẫn chưa được trả lời. Theo lệnh án thì cụ mục sư Phan Đình Liệu phải ở tù 6 tháng, nhưng mới hơn 3 tháng cụ đã được ân xá. Vừa ra khỏi nhà tù, cụ lại bị trục xuất khỏi vùng đất bảo hộ, nghĩa là ra khỏi miền Trung. Cụ vào Nam tiếp tục giảng Tin Lành cho đến năm 1935 mới được trở về quê quán. Chứng thực quyền năng Chúa của cụ mục sư Phan Đình Liệu thuật về việc cụ bắt bớ, kính gửi ông nguyên hội trưởng mục sư Lê Văn Thái. Cuộc bắt bớ dữ dội và sự khó khăn của tôi tại miền Nam trung phần như sau đây. Tháng Chạp năm 1927, mướn được một căn nhà tại thị tứ Linh Hòa, sắm sửa bàn ghế. Tôi và các tín đồ nhóm lại cầu nguyện. Ông Cò, họ nói ông này xuất thân từ nhà mồ côi Thiên Chúa Giáo, tay cầm gậy, đập bàn giảng và đánh đuổi chúng tôi, không cho họp tại đây nữa. Chúng tôi phải bỏ chỗ này, trở về nhóm tại nhà ông Thừa như cũ. Đầu năm 1928, có một người quen tên là Xã Lợi, từ Phan Rí Ra, Nha Trang, rồi mời tôi vào đó giảng đạo Chúa cho nhiều người nghe. Ở tại Phanri 2 ngày làm chứng và bán sách. Ông đồn Phanri người Pháp bắt tôi còng tay lại, giao cho tên lính tập giải vào Phan Thiết làm án. Vì tôi đi chậm một chút thì hai tên lính đó lấy dây nịt ra quất ngang đầu cổ. Khi giải đến quan công sứ coi tờ trình của quan đồn, rồi quan sứ cười hỏi bảo lính mở còng cho tôi. Đoạn ông sứ an ủi tôi rằng: "Thầy ơi, người Pháp không bao giờ bắt bớ đạo Tin Lành đâu. Chuyện rắc rối này xảy ra vì đạo ghét đạo đó thôi. Thầy cứ an tâm trở về Nha Trang hành đạo." Mùa hè năm 1928, tại Nha Trang, tuy giảng đã 2 năm rồi, nhưng quan sứ cho phép bằng miệng chứ không có minh văn đành rành. Thừa lúc ông Chavis đi vắng, quan huyện Vĩnh Xương và bà và quan bang tá đồng đến nhà giảng hỏi tôi và bảo cho coi giấy phép được thiết lập hội thánh Tin Lành tại Nha Trang. Tôi thưa quan công sứ cho phép giáo hội trưởng Iwin mở giảng tại đây. Đã 2 năm rồi, tôi mới đến sau không có nắm giữ giấy phép. Kỳ thật, cho bằng miệng thôi. Quan huyện: "Không có giấy phép thì phải dẹp bàn ghế đi và hạ tấm bảng hội thánh Tin Lành xuống." Bẩm quan, tôi không có phép hạ tấm bảng đó xuống. Vi lệnh quan khâm sứ cho ông Iwin treo lên đã 2 năm rồi. Hai ông này ép tôi đủ cách phải hạ bảng xuống. Bẩm quan, tôi không dám hạ, vì là chẳng những phạm lỗi với hội thánh mà còn trái lệnh quan khâm sứ nữa. Quan huyện sai lính giải tôi về giam trong lao 2 ngày.
ép tôi phải hạ bảng Hội Thánh Tin Lành xuống. Tôi cứ hát thơ thánh và cầu nguyện tại lao, kêu Chúa cứu tôi, nước mắt xa rầm rề. Quan huyện cảm động, bảo tôi làm tờ khai. Đạo này từ nước nào, ai sai ông đến giảng tại đây? Tôi khai rằng, nguồn đạo từ Đức Chúa Trời và chính Ngài sai tôi đến đây, giảng tin lành để cứu rỗi linh hồn đồng bào ở Nha Trang. Cuối tờ khai, thường lệ phải viết rằng, vì thử tư tờ khai. Năm chữ ấy, tôi thay vì hai chữ, Amen. Con huyện tức cười, tha tôi về Nha Trang, trục xuất khỏi Pha Rang. Cuối cùng, năm 1928, tôi vào đây thiết giảng tại nhà tín đồ, tên là Nguyễn Thanh, thợ may tín đồ Nha Trang. Quan công sứ kêu tôi vào phòng riêng, kéo thập tự giá, treo trong cổ, đưa tôi xem và bảo rằng, tôi dù là người Thiên Chúa mà tôi không bắt đạo tin lành. Thầy nghe rõ này. Ông Nguyễn Hữu Bài, viện trưởng viện cơ mật ở Huế, ông có sứ về cấm đạo tin lành. Chính tôi ở dưới quyền cơ mật, nhưng theo lương tâm của mỗi người Pháp, tôi không bắt đạo được. Thầy là người nước Nam, không thể trái lệnh được. Giờ tôi khuyên thầy vào Nam Kỳ giảng đạo, tự do hơn, chúc thầy mạnh giỏi. Hai lần tù tại Khánh Hòa và Nha Trang. Dầu có sự bắt bớ tại Nha Trang và Ninh Hòa, như ở trên đã nói, từ mùa hè năm 1927, năm 1928, nhờ ơn Chúa mở được hai hội thánh mới tại Chợ Thành, Phan Rang. Chỗ này là một khu vực riêng của đạo kia. Vì cớ đó, tôi và ông bà Travis cùng 6 tín đồ đang nhóm cầu nguyện buổi chiều, thình lình tỉnh sai quản cơ đem một tiểu đội đến vây, dùng roi mây đánh trên đầu chúng tôi. Chỉ trừ ông bà Travis không bị đánh, họ giải tôi và 6 anh em tín đồ về lao. Tôi bảo họ là tôi chịu trách nhiệm vì tin lành, còn 6 anh em đây nghe tôi giảng mà tin Chúa. Vì vậy tối họ lại trả tự do cho mấy anh em tín đồ, còn tôi bị giam luôn 2 tháng. Quan tỉnh cắt 2 tên lính giải tôi về Quảng Nam. Sau đó 1 tháng, tôi cùng mục sư Lê Văn Thái, cụ Kaman, bây giờ cụ Kaman làm chủ nhiệm Thánh Kinh Báo, hiệp tác với Thánh Thơ Công Hội do cụ Tôn Thất Thùy làm chủ nhiệm, Hội đồng Truyền giáo Liêm Hiệp cùng ông Jackson Anh, cụ Van Hiên và Truyền đạo Việt Nam đang tận tụy hầu việc Chúa tại Bắc Việt, đi dự Đại hội đồng Tổng Liên Hiệp tại Nam Phần, ghé lại Nha Trang 2 ngày. Ban ngày, chúng tôi phân phát sách ngoài phố và làm chứng đạo. Tối lại, tôi và cụ Kaman, ông mục sư Lê Văn Thái, giảng tại nhà giảng hơn 1 tiếng đồng hồ, nín áp lại bắt bớ tôi giải đến quan, công sứ. Ông sứ thả cụ Kaman và ông mục sư Lê Văn Thái đi lại tự do, còn tôi họ giải lên tỉnh Khánh Hòa, rồi tống giam. Họ lên án vi lệnh, phạt giam tôi 5 tháng khổ sai. 2 tháng đầu giam tại lao tỉnh, tôi cầu nguyện suốt đêm, hát thánh ca lớn tiếng vang dội vô dinh các quan. Có lẽ vì mất ngủ nên quan án ra lệnh giải Phan Đình Niệu xuống Nha Trang cho gần Hội Thánh Tin Lành. Kỳ thật họ muốn tống tôi xuống lao chính cho đội đề lao người thượng có tiếng hung dữ để trị tội tôi cho bỏ ghét. Song đường lối Chúa là khác. Ngài đã dùng tôi ở đó để cứu 12 phạm nhân. Mỗi tuần chúng tôi nhóm giảng và cầu nguyện. Ở trong lao này thật như hội thánh nhỏ. Ở đây vui quá. Bà đội đề lao và thầy đội dầu chưa có đức tin nhưng có vẻ kính sợ Chúa và yêu mến tôi lắm. Khi tôi mãn tù ra, ông bà bảo tôi rằng phải chi được phép, tôi nguyện lư ông Hallelujah. Họ đặt tên tôi. Ở đây lại ít tháng nữa cho đỡ buồn. Thật mâu thuẫn đến tức cười. Tôi được ra, họ còn muốn lưu lại. Nghiệm xét lại sự tù đày ở đây, không phải tự tay người ta mà là do ý Chúa đặt tôi ở đó để làm 3 điều quan trọng sau đây. 1. Nếu tôi không vô lao ở 7 tháng thì ai được phép vào đó mà giảng đạo? Dịp này tôi làm chứng cho 2 người lính và 12 người tù tin Chúa. Cứ mỗi ngày đều nhóm lại phước âm yếu chỉ và các ngày lễ cũng đều có nhóm, họ thật vui, thành ra một hội thánh nhỏ trong nhà lao. 2. Toàn cõi Việt Nam trước đây chưa có phép giảng tin lành tự do. Nhân dịp tôi bị tống giam tại lao Khánh Hòa lần thứ 2, ông cụ mục sư Lê Văn Thái tay bưng chiếc đèn nấu nước Rê-xô
tặng tôi tại cửa nào. Cụ Kaman chụp một tấm ảnh này đăng lên các báo Pháp, Anh, Mỹ. Ra nã đại, tại Pháp, họ đem việc này đạt đến Thượng nghị viện Pháp, nên Thượng nghị viện Pháp biểu quyết xin chính phủ Pháp cho Hội Thánh Tin Lành được tự do giảng đạo ở toàn cõi Đông Dương. Từ nay không còn ai được phép bắt bớ như trước nữa. Tôi làm mấy bài ca số 68 và 329 để tập cho anh em trong Nao hát và dịch bộ Thần Đạo Học bằng chữ Hán ra chữ Quốc ngữ cho ông Đốc Học Ocean tham khảo, đặng trước tác thành bộ Thần Đạo Học viện nay. Câu chuyện bỏ tù một mục sư Tin Lành A Nam và tinh thần kiên trung của ông khi bị bắt bớ đã đến tai các nhà lãnh đạo Tin Lành ở Pháp. Lúc chúng tôi bị cấm đoán ở Trung Kỳ, các anh em đó chưa đủ sức để bảo trợ công tác truyền giáo ở ngoại quốc. Nhưng Hội Thánh Tin Lành A Nam đã trở thành một yếu tố trong sự phát triển Tin Lành. Họ đưa vấn đề ra trước Quốc hội ở Paris và chẳng bao lâu, Hoàng đế A Nam đã ra một sắc thơ như sau. Chiếu Hiệp ước ngày 6 tháng 6 năm 1884, điều 1. Các mục sư Tin Lành Pháp không bị hạn chế trong việc thờ phượng và truyền Tin Lành. Điều 2. Một giấy phép sơ khởi sẽ được cấp cho các hội truyền giáo ngoại quốc thuộc mọi tín ngưỡng và các hành giáo phẩm ngoại quốc thuộc mọi tín ngưỡng. Điều 3. Đơn xin phép sẽ do các đương sự đệ nạp cho tòa khâm sứ và được xét tại cuộc họp của Viện Cơ mật để trình đệ lên Hoàng thượng duyệt xét hay quan phụ trách duyệt xét. Nếu Hoàng thượng còn vị thành niên, quyết định sẽ được giao cho tòa khâm sứ ban hành. Điều 4. Mọi thể thức đang áp dụng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thể thức này. Điều 5. Thượng thư Bộ Lễ và Đồng lý Văn phòng tòa khâm sứ chiếu nhiệm vụ thi hành sắc lệnh này. Sắc lệnh này tương đương với sắc chiếu của Hoàng đế. Đã đọc và chấp thuận, Giám đốc Huế ký tên Tôn Thất Hân. Huế ngày 4 tháng 12 năm 1929 ký tên Zabor. B. Diễn tiến của công việc truyền giáo. Thể theo đà tiến triển ấy, cao trào truyền giáo Tin Lành cuồn cuộn dâng lên như thác lũ. Công việc Chúa chẳng những phát triển mạnh ở miền Trung mà còn tiến lần vào Nam, với những thành quả rất đáng khích lệ. Song song với việc hỗ trợ đặc biệt bởi ơn và quyền của Thánh Linh, tinh thần hăng say hoạt động vì Chúa, vì người của những giáo sĩ tiền phong đã khiến cho toàn thể các con cái Chúa thức tỉnh, sốt sắng tham gia công việc truyền giáo, cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn gian khổ với quyết tâm đem Tin Lành đến toàn cõi Việt Nam trong một thời gian ngắn nhất. Ý chí ấy được Thánh Linh nung nóng và bảo tồn đến ngày nay. Để quý độc giả có thể biết rõ hơn về những hoạt động của đoàn truyền giáo tiền phong, tôi xin trích thêm một đoạn trong quyển Đấng Christ tại Đông Dương của cụ E.F. Aiguin nhằm kể lại những diễn tiến của công việc Chúa cùng với những giai thoại xảy ra tại miền Trung và miền Nam Việt Nam sau khi hoàn thành công tác tại Đà Nẵng và các vùng lân cận. Một lớn, cứ điểm Hội An. Các giáo sĩ đến Hội An tìm địa điểm lập nhà thờ. Họ đã chuẩn bị một số tiền khá lớn để thuê nhà, nhưng tìm kiếm khắp nơi trong nhiều ngày, vẫn không tìm được một chỗ nào thích hợp. Cuối cùng, khi sắp quay về Đà Nẵng, họ có dịp đi ngang qua cổng ngôi nhà của một người Trung Hoa đang bỏ trống. Họ vào xem thử và không thấy ai ở đó cả. Nhà gồm 3 căn, căn ngoài khá rộng, kế đó là một sân lộ thiên, rồi đến một nhà lầu. Tầng dưới của căn này có thể làm một giảng đường chứa được 200 người, phía sau lại còn một căn nhà khác nữa với một miếng vườn khá rộng. Thật là một địa điểm lý tưởng cho công việc của giáo hội, có đủ chỗ để làm một nhà thờ và nơi cư trú cho một gia đình truyền giáo. Đây là ngôi nhà của người Trung Hoa chuyên nghề nấu rượu, nhưng không biết lý do vì sao ông ta thắt cổ tự tử tại đó. Người hàng xóm rất sợ căn nhà này, bảo là trong đó có ma. Khi các giáo sĩ ngỏ ý muốn thuê thì người chủ sẵn lòng với giá tượng trưng. Toàn thể tín đồ khi hay tin đó đều vui mừng vì đây là dịp tiện chứng tỏ cho bạn bè ngoại đạo của họ thấy rằng
họ không còn sợ ma quỷ nữa. Hội thánh lớn lên và phát triển mau lẹ, cho đến khi mãn hạn 6 tháng và đến lúc số tiền dự bị cho công việc mở mang ở đây đã cạn, thì các tín đồ đã đủ sức để trả hết tất cả mọi chi phí. Song song với công việc Chúa tại Hội An, một nhóm người khác trở về làng Phong Thử cách Hội An 30 cây số để làm chứng về Chúa. Phần đông những người này đều tiếp nhận Chúa tại Hội An khi có dịp đến nghe giảng. Lúc số tín đồ tại đây lên đến 50 người, vị giáo sĩ liền đến viện khâm sứ để xin cho họ được đặc ân nhóm lại thờ phượng Chúa tại làng của mình. Cũng như lần trước, viên khâm sứ thấy không có gì trở ngại nên bằng lòng cho phép ngầm, không có giấy tờ chính thức. Các tín đồ hiệp lực xây cất nhà thờ, nhưng khi xong, dù phải chờ đợi một thời gian khá lâu, họ vẫn không được làm lễ khánh thành vì viên chức sở tại không có thiện cảm với tin lành. Nên trong thời gian này, họ cho phép một vị linh mục mở một nhà thờ công giáo tạm ở đó. Ông khuyên vị giáo sĩ tốt hơn là lên khoan mở nhà thờ tin lành tại đó một thời gian. Trong lúc đó thì vị linh mục công giáo cố thuyết phục các tín đồ phong thử nhập vào nhà thờ ông ta. Nhưng rốt cuộc ông phải thất vọng vì không một ai chịu đổi ý cả. Họ cứ tiếp tục đi bộ 20 cây số để đến nhóm họp thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật tại Hội An. Mãi đến 20 năm sau họ mới được phép làm một nhà thờ riêng ở làng Lạc Thành kế cận, chứ không được lập ở Phong Thử. Trong số tín đồ này có hai vợ chồng cụ già kia, chồng 81 tuổi còn bà vợ nhỏ hơn vài tuổi, cả hai rất trung tín. Mỗi Chủ nhật họ đều đi bộ 30 cây số đến nhà thờ, rồi khi thờ phượng họ lại trở về. Một Chủ nhật nọ, cụ già đến với giáo sĩ xin cầu nguyện đặc biệt cho cụ. Cụ nói: "Sáng Chủ nhật nào đến nhà thờ tôi cũng cảm thấy mệt." Vị giáo sĩ nghĩ rằng sức mình còn trẻ cũng phải mệt nếu phải đi bộ 30 cây số dưới trời nắng gay gắt. Tuy nhiên, các giáo sĩ cũng hiệp nhau lại cầu nguyện cho cụ. Sáng Chủ nhật tuần sau trở lại, cụ cảm tạ Chúa vì không thấy mệt chút nào. Đức tin đơn thuần nhưng mãnh liệt như thế đã khiến chúng ta là những tín đồ lâu năm phải hổ thẹn. Đó là niềm tin của một em bé. Và Chúa Giêsu bảo một đức tin như vậy có thể rời núi được. Khởi điểm từ Hội An, Chúa cũng đã cho phép mở một chi nhánh tại Tam Kỳ, cách Hội An chừng 70 cây số về phía nam. Tại đây, Chúa dùng một cụ bà trở lại với Ngài. Bởi lời làm chứng của một bà bán thuốc, đầu đuôi câu chuyện như sau. Một ngày nọ, trong lúc bà chủ tiệm đang trông coi cửa hàng, bỗng thấy một bà lão đi ngang qua, dáng điệu rất bực tức, pha lẫn buồn rầu. Những người quen biết qua đường hiếu kỳ đứng lại hỏi thăm, bà cụ liền than thở, cho rằng mình bạc phước. Số là bà có một người con trai, đã lấy của bà một số tiền lớn đem đi đánh bạc thua hết, rồi trốn đi biệt. Cho nên bà đi tìm, và hễ gặp ai, bà đều bảo rằng nếu gặp thằng con bất hiếu, bà sẽ đánh cho chết. Thâm tâm bà cụ không có ý giết cậu con, nhưng nhất định sẽ đánh cho cậu con trận nên thân. Xin nói rõ là cậu con trai ấy ít nhất cũng đã 25 tuổi, đã có gia đình và ở riêng. Bà tín đồ liền mời bà cụ vào tiệm nghỉ chân và chăm chỉ nghe bà cụ kể lể các chuyện đau buồn xảy ra trong gia đình bà. Nhân cơ hội ấy, bà tín đồ liền kể cho bà cụ nghe những sự buồn bã hoạn nạn trong đời mình. Nhưng sung sướng thay, khi đã tìm được đấng có thể giúp đỡ, bà thuật lại đầu đuôi câu chuyện, thế nào Chúa đã cứu bà. Đây là lần đầu ba cụ già nghe được một chuyện lạ lùng như vậy, nên rất chú ý. Cuối cùng, ba cụ già tỏ ý muốn có một cứu Chúa, thế là hai bà liền quỳ gối ngay trong tiệm thuốc để cầu nguyện. Ngay trong giờ phút ấy,
và cụ đã nhận được tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa Giêsu. Sau một hồi chuyện vãn, người nữ tín đồ nói lại: "Bây giờ cụ đã là con cái của Chúa, nên cụ có thể đem những việc khó khăn trình với Ngài. Ngài sẽ lấy tình cha con mà giúp đỡ cho." Hai người lại quỳ gối cầu nguyện, xin cho người con trai trở về. Bây giờ, lòng bà mẹ không còn muốn đánh con nữa, trái lại bà muốn dẫn cậu con đến gặp Chúa của bà, là đấng có thể giải cứu cậu khỏi tội lỗi và cờ bạc. Khi cầu nguyện xong, hai bà nhìn lên thì thấy người con trai đang đứng ngoài đường. Bà cảm động thấy lời cầu nguyện của mình được nhậm một cách lạ lùng như vậy, nên nói: "Đây mới thật là Đức Chúa Trời." Hai bà liền gọi người thanh niên vào nhà và kể cho chàng biết về cứu Chúa mà mẹ mình đã gặp. Sau đó người thanh niên bằng lòng tiếp nhận Ngài. Rất có thể khi gặp mẹ, thấy bà không tỏ vẻ giận dữ nên chàng mới sẵn sàng tin nhận Chúa như vậy. Nhưng sau đó chàng bị bắt phục bởi ơn của Chúa và hai mẹ con vui vẻ trở về làng làm chứng về đấng đã cứu mình và sẵn sàng nghe lời cầu xin của mình. Mấy tuần sau, vị giáo sĩ đặc trách vùng đó, vị mục sư hội thánh Hội An cùng những nữ tín đồ trên đây được mời đến Tam Kỳ để thăm gia đình bà cụ. Trong nhà bà, những bạn hữu và thân mật tụ tập rất đông đảo để nghe về Chúa Giêsu. Ở lại hoạt động trong 3 ngày và khi 3 người trở về đã có 50 người nam và nữ tiếp nhận Chúa. Họ hiệp nhau lại thành lập hội thánh. Về sau, chính quyền cũng cho phép ngầm để mở một chi nhánh tại đây. Tiếp theo, một chi nhánh lớn khác được mở tại Đại An, huyện Đại Lộc. Một chi nhánh nhỏ hơn được mở tại Nam Ô, gần Đà Nẵng. Các chi phí cho các chi nhánh Nam Ô đều do Hội Thánh Đà Nẵng đài thọ. Lúc bấy giờ, Hội Thánh Đà Nẵng chẳng những có thể gánh vác lấy mọi chi phí mà còn có thể tiếp trợ hữu hiệu cho công việc truyền bá tin lành tại các vùng phụ cận. Sau đó ít lâu, 3 chi nhánh khác được mở tại Trung Kỳ, một chi nhánh ở miền cực Bắc là Vinh và 2 chi nhánh ở miền cực Nam là Nha Trang và Ninh Hòa. Tất cả các chi nhánh này được mở do sự can thiệp trực tiếp của quyền năng Chúa, vì hội truyền giáo lúc đó vẫn còn bị cấm hoạt động trong vùng đất bảo hộ. Mặc dù ngay từ lúc đầu, giáo hội được các viên chức trong chính quyền chấp thuận ngầm, nhưng mãi tới khi tín đồ lên đến 20.000 người mới được phép hoạt động chính thức. Ba nhỏ, khu vực miền Tây Lam Phần. Song song với đà tiến triển nhanh chóng tại miền Trung và miền Bắc, công việc Chúa tại miền Nam cũng đã gặt được những thành quả rất khả quan. Số tín đồ ở các chi nhánh gia tăng đều đặn, do đó số chi nhánh cũng tăng theo gần như hàng loạt. Tuy kết quả vượt bậc như thế, nhưng không phải là chẳng gặp những ngăn trở khó khăn. Bất cứ nơi nào hễ có người quy đạo, họ thường bị bà con nàng nước bắt bớ dữ tợn lắm. Một trong những trở ngại khác nữa là người Việt Nam lúc bấy giờ thường có quan niệm sai lầm cho rằng tin lành là đạo của người Mỹ. Do đó, những kẻ thù nghịch tin lành dựa vào lý do ấy để tuyên truyền rằng hễ ai tin nhận đấng Christ sẽ được tặng 20 Mỹ Kim và được gửi du học bên Mỹ. Chiến dịch tuyên truyền này càng lan rộng, các giáo sĩ càng gặp rất nhiều phiền phức vì huyền thoại về nước Mỹ và vì tính ưa phiêu lưu để học biết những điều mới lạ của người bản xứ. Lúc đầu họ đến từng người, sau đó từng đoàn hàng chục người với những chiếc vali hoặc những gói hành lý sẵn sàng xuất dương. Các giáo sĩ muốn điên đầu với họ vì không biết đối phó cách nào. Họ tuyên bố sẵn sàng tin bất cứ thứ gì, sẵn sàng chấp nhận bất cứ hình thức tín ngưỡng nào, miễn là có 20 đô và được đi Mỹ. Sự thật huyền thoại về một Mỹ châu hùng vĩ đã được những người lính Việt Nam từng dự trận đệ nhị thế chiến trở về thổi phồng lên, khiến mọi người có tính hiếu kỳ say mê. Họ nghĩ rằng nước Mỹ có nghĩa là xứ đẹp, cho nên tất cả những gì của người Mỹ đều hoàn toàn đẹp. Dĩ nhiên, những người tin tưởng như vậy không phải thuộc phần trí thức trong xã hội. Ngược lại, câu chuyện bịa đặt về các giáo sĩ tung tiền mua chuộc người ta đã khiến cho giai cấp thượng lưu có thành kiến không tốt với tin lành. Sau đây là một câu chuyện cười ra nước mắt. Có một vị giáo sĩ đã yết trước cửa nhà thờ
một tấm bảng nội dung như sau: không biếu tặng cho người đến tin Chúa một thứ gì cả. Tác dụng của tấm bảng ấy đã chặn đứng được số người lũ lượt kéo đến vì một niềm tin bất chính, nhưng lại là một dịp để cho những kẻ thù của tin lành có cơ hội gây rối. Theo luật lệ hiện hành, tất cả những bảng niêm yết như vậy đều phải dán tem của nhà nước. Nhưng vì giáo sĩ không biết nên không thi hành đúng đắn. Thế là có người ác ý đem việc đó báo cho một viên chức không có cảm tình với tin lành. Sau cùng, việc đó tới tai viên thống đốc miền Nam, tấm bảng bị gỡ xuống. Tuy được miễn nghị, nhưng vị giáo sĩ này vẫn bị dân làng làm khó dễ. Họ tìm hết cách để tố cáo giáo sĩ có những hành vi chống đối chính quyền. Thỉnh thoảng, khi nào muốn gây sự, họ lại đem câu chuyện này ra để nói. Sự bắt bớ tiếp tục xảy ra dưới nhiều hình thức. Dân làng tìm hết cách để ngược đãi những người vừa tin đạo Chúa, như trường hợp sau đây. Tại Mỹ Tho, ngày nọ, có một người đến với vị giáo sĩ và cho biết mấy năm trước ông có nhận được một phần sách Tin lành. Ông đã đọc thật kỹ và nhận thấy đoạn sách ấy phản ánh đúng con người sống thật. Ông có ý định tìm người để hỏi cho biết thêm về Chúa Giêsu, nhưng không có. Khi nghe nói nhà thờ Tin lành đã mở cửa, ông liền đến để xem thử có phải đúng là Tin lành mà ông đã đọc trong đoạn sách trước đó không. Ông rất vui mừng khi biết đó chính là Tin lành mà ông đã đọc. Ông vui vẻ tiếp nhận Chúa. Sau đó ông từ bỏ tất cả mọi hình tượng và trở nên tín đồ chân thật trong Đấng Christ. Cũng nên nói rõ, ông này là người có nhiều thế lực và tiền của. Có thể bảo đây là hạng người giường cột mà Chúa thường tìm kiếm khi khởi sự mở một chi nhánh hay một nhà thờ mới. Ông cũng là một trong những nhân vật có địa vị cao khi dân làng tổ chức những cuộc tế lễ. Và dĩ nhiên, ông phải gánh phần lớn những chi phí về việc tiệc tùng ăn uống trong các cuộc lễ ấy. Khi trở thành tín đồ Đấng Christ, ông từ chối tất cả những tham dự cũ. Do đó, dân làng rất bất bình. Họ tìm đủ cách để thuyết phục ông đừng theo những người ngoại quốc. Danh từ này thường ám chỉ cho các giáo sĩ. Khi nhận thấy ông cương quyết chối bỏ đời sống cũ, họ liền kiện ông về tội trốn thuế. Họ lý luận rằng phần đóng góp vào các nghi lễ tôn giáo cũng là một hình thức đóng thuế của dân làng. Ông không đóng thuế. Họ có quyền bắt ông, giam giữ và đánh đập. Họ giải ông từ nhà lao này đến nhà lao khác. Mỗi lần đổi chỗ như vậy, họ lại đánh thêm một trận. Cuối cùng, Lội Vụ được đưa đến viên chánh án người Pháp tại Mỹ Tho. Dĩ nhiên là ông được chánh án vì tin Chúa không phải là một tội đối với pháp lý. Nhưng sự bắt bớ không dừng lại ở đó. Dân làng cố bới lông tìm vết để gây khốn khổ cho ông. Nhưng nhờ đó, ông đã tìm được cuộc sống thuộc linh với Chúa trong một không gian cao hơn, có thể giúp ông vượt qua tất cả mọi cảnh ngộ. Ông là người được Đức Chúa Trời đại dụng để xây dựng hội thánh Ngài tại Mỹ Tho. Ông đã dâng phần lớn tiền bạc cho công việc Chúa. Những tín đồ khác lần lượt noi theo gương ông. Chẳng bao lâu họ xây được nhà thờ. Đó là nhà thờ đầu tiên do người Việt Nam xây cất ở miền Nam. Hầu như bất cứ lúc nào người ta cũng thấy ông ở nhà thờ cầu nguyện xin Chúa ban phước cho hội thánh. Do đó chúng ta không lấy làm lạ khi thấy hội thánh phát triển nhanh chóng. Hội thánh Mỹ Tho đã lẩy nở thêm 10 hội thánh khác là Tân An, Thủ Thừa, Gò Công, Long Hữu, An Hóa, Phú Thành, Bình Đại, Quế Sơn, Tân Thạch và Cái Lậy, với số thuộc viên hơn 1.000 người. Hội thánh tại đây có nhà thờ riêng và tự trị về tài chính, không lệ thuộc vào hội thánh truyền giáo trong các hội thánh tại miền Nam. Có rất nhiều người được Chúa chọn như ông ấy. Chúng ta có thể gọi những người ấy là thành phần tuyển chọn, vì chẳng những họ là tín đồ tốt mà còn được Chúa dùng làm giường cột để xây hội thánh Ngài. Nhưng đôi khi cũng có những áng mây mù răng mắc trên đời sống thuộc linh của họ. Trong trường hợp tín đồ ở Mỹ Tho này cũng vậy. Ông sa sút một thời gian không đi nhà thờ đều đặn vì bất bình với hội thánh truyền giáo vì một vài vấn đề nào đó. Có lẽ ông có cầu nguyện ở nhà, nhưng không thấy ông cầu nguyện ở nhà thờ như đã thường làm. Chẳng bao lâu ông sa ngã hẳn. Dù vậy, Chúa vẫn thành tín, không loại bỏ ông. Chúa có sẵn một đoàn thiên sứ để bảo vệ con cái Ngài khỏi nanh vuốt kẻ thù. Nhưng đồng thời, Ngài cũng có một con roi để sửa trị họ. Người tín đồ trên đây có một chiếc đò máy để đưa khách qua sông Cửu Long. Không biết nghĩ sao, ông cầm ruộng để mua một cái máy mạnh hơn ráp vào đó.
Khi máy được gọi tới thì lại lớn quá nên ông phải đóng một thuyền khác cho thích hợp. Như vậy là ông có hai chiếc đò, nhưng số lợi tức thu ở bên đò không đủ để trang trải các chi phí. Sau đó ít lâu, có một toán cướp vào đánh cướp một làng kế cận. Cũng trong đêm đó, một chiếc đò của ông biến mất. Nhưng rồi người ta tìm lại được cách đó mấy cây số với một số đồ ăn cắp còn trên thuyền. Rõ ràng là bọn cướp đã chiếm đoạt chiếc đò trong đêm ấy. Nhưng những kẻ thù nghịch thấy đây là một cơ hội tốt để làm khó người tín đồ này. Ông đã chứng minh là mình đi những chỗ nào trong đêm đó và quả quyết mình không phải là kẻ cướp. Nhưng các chức việc trong làng vẫn bắt và giam giữ ông vì tình nghi. Có những bức thư lạc danh gửi thẳng cho các vị quan cao cấp và cho viên chánh án người Pháp đã ý nói rằng người này rất nguy hiểm vì ngoài tội đang bị bắt giữ, ông ta còn phạm nhiều tội khác nữa. Hậu quả của những lời vu cáo ấy là ông bị giam luôn mấy tháng không được xử xét. Trong thời gian bị giam giữ tại lao xá, Chúa đã đến với ông và đem ông trở lại sự thân hữu ngọt ngào với Ngài. Bởi đó là lời làm chứng của ông rất có hiệu lực đến nỗi có nhiều bạn đồng tù được cứu. Họ thường hợp nhau lại thờ phượng và hát ngợi khen Chúa trong nhà giam. Khi nội vụ được đem ra xét xử, tòa không tìm thấy một bằng chứng nhỏ nhặt nào khả dĩ kết tội ông, nên ông được ra về. Trong suốt thời gian ông bị giam giữ, chiếc đò nằm ụ một chỗ. Cái máy trước đó ông mua rất đắt tiền, đến nay bị hư hỏng gần như vô dụng. Sự nghiệp của ông kể như tiêu tan. Về sau có lần ông đã làm chứng trước hội thánh: tôi chỉ còn đôi bàn tay trắng. Nhưng điều rủi ro này đã đem lại cho tôi cái may mắn khác, là nhờ đó tôi trở lại cùng cứu Chúa. Bây giờ Chúa đã thực sự ở với ông. Ông đang ở trong một sự tương giao không có gì so sánh được. Trong những ngày còn lại của cuộc đời, ông đã góp phần rất đắc lực trong việc xây dựng hội thánh Tân Thạch, nhà thờ tọa lạc trên vùng đất đối diện với Mỹ Tho, bên kia bờ Cửu Long Giang. Điều an ủi sau cùng đối với ông là ông vẫn còn được sống trên sản nghiệp mà ông đã cầm cố vì chủ lợ thương tình không nỡ trục xuất tại Sa Đéc. Lúc đó cũng có một nông dân quê quán ở Cao Lãnh, cách xa thị trấn này độ một ngày đường về phía thượng lưu sông Cửu Long. Ông ta có dịp đến nghe các giáo sĩ giảng tin lành và ông rất thích. Cho nên lần sau ông trở lại và rủ theo rất nhiều bạn bè thân hữu. Sau nhiều lần tiếp xúc để biết rõ hơn về chân lý của đạo cứu rỗi, họ bằng lòng tiếp nhận Giêsu làm cứu Chúa của mình. Do những người này, một chi hội tại Cao Lãnh được thành lập trước cả Sa Đéc ít lâu sau. Chi hội này trở thành hội thánh tự trị, tự lập và được nhiều chi nhánh khác nữa. Tín đồ tại Cao Lãnh cũng đã dâng mình hầu việc Chúa cách đầy hơn. Tại Cần Thơ có một người thợ vàng quy đạo cùng với gia đình. Sau đó ông trở thành một tín đồ lòng cốt, góp phần đắc lực trong việc phát triển hội thánh vững mạnh hơn hết tại miền Nam. Chính hội thánh này đã gây dựng được nhiều chi nhánh khác. Tại một trong các chi nhánh ấy, có một tín đồ bị què một chân. Theo như người thế gian, người này là bất hạnh. Nhưng trái lại, bất cứ ai đến cùng ông đều nhận được nhiều ơn và những lời làm chứng của ông. Bất cứ vị giáo sĩ nào đến giảng tại Cần Thơ đều cảm thấy phấn khởi vì những tiếng Amen của ông luôn luôn phát ra từ góc nhà thờ. Người tín đồ này đã có một kinh nghiệm rất đặc biệt. Trước khi nghe tin lành, ông đã nhận được khải tượng về một người ngoại quốc giảng đạo mới. Giấc mơ cho ông biết đó chính là đấng mình lên thờ phượng. Ông tự ý loại bỏ tất cả hình tượng và thực hiện đúng theo những điều đã được chỉ dẫn trong giấc mơ. Đến khi gặp được vị giáo sĩ đầu tiên đến mà hội thánh tại thị trấn này, thì ông nói ngay rằng đây chính là người ông đã thấy trong giấc mơ. Ông sung sướng nghe theo sứ điệp tin lành và trở thành một trong những người tín đồ đầu tiên tại Tây Đô, tại thành phố Châu Đốc. Công việc Chúa không tiến bộ mấy, nhưng ở Bình Long, một làng cách đó 20 năm cây số, có một ông thầy Pháp tin nhận Chúa và một hội thánh mới được thành lập tại đây. Sau đó, thầy thư ký của viên tỉnh trưởng Châu Đốc cũng trở lại cùng đấng Quýt. Người này ít lâu sau đã xin nghỉ việc để theo học trường Kinh Thánh và đã trở thành một nhà truyền đạo.
Cũng tại Châu Đốc, tin lành được truyền bá cho người Miên sống dọc biên giới Miên Việt. Có một số người Việt gốc Miên được cứu, và trong số này có những người khi tin lành mở tại Campos đã cộng tác rất đắc lực với các giáo sĩ để giao truyền ơn cứu rỗi cho đồng bào họ. Cũng với cao trào phát triển nhanh chóng đó, nhiều hội thánh được mở tại Long Xuyên, Rạch Giá, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, cũng như tại Vĩnh Long, Bạc Liêu. Tất cả những hội thánh đó đều sớm trở thành tự trị tự lập và gây dựng được rất nhiều chi nhánh. Ở Cà Mau, vùng cực Nam nước Việt, Viên Công xứ Pháp không chịu cho phép các giáo sĩ đến giảng tin lành. Ông ta bảo rằng đây không phải là chỗ để mở hội thánh, dân cư ở đây rất độc ác, miền này lại nằm đối diện với đảo Côn Lôn, quê hương lưu đày của người dân phạm pháp. Thỉnh thoảng có những can nhân tẩu thoát bơi vào đất liền và biến mất trong vùng đầm lầy Cà Mau. Nhiều người trong vùng lại là bà con hay bạn bè của những tù nhân đang bị giam giữ trên đảo. Vị giáo sĩ liền nói ngay cho viên công sứ biết, đó chính là hạng người mà chúng tôi cần đem tin lành đến cho họ. Vì Kinh Thánh chép rằng, Đấng Christ đến trong thế gian để cứu vớt những kẻ có tội. Ngài không đến để lập một nhà thờ cho những người công chính để thờ phượng Đức Chúa Trời. Về sau, viên công sứ miễn cưỡng cho phép. Và khi tin lành được đem đến giữa vòng những người này, thì Chúa đã tỏ ra quyền năng của Ngài để chứng thật cho những lời mà giáo sĩ đã nói. Chỉ trong một thời gian ngắn, Chúa đã đem nhiều người đến với Ngài. Đức Thánh Linh đã hành động tại đây như Ngài đã hành động tại những tỉnh khác. Qua bao nhiêu biến thiên của thời cuộc, hội thánh tại Cà Mau vẫn đứng vững và bành trướng mạnh mẽ cho đến ngày nay. Bốn nhỏ, khu vực miền Đông Nam Phần. Trong khi việc phát triển rất nhanh tại miền Tây Nam Phần, thì trái lại tại khu vực miền Đông Nam Phần, nhất là vùng Sài Gòn Chợ Lớn, công tác truyền giáo thật rất khó khăn. Đây là một thành phố lớn rất văn minh với tất cả những tiện nghi xa hoa vật chất, nhưng lại không có Đấng Christ. Tình trạng văn minh mà không có Đấng Christ thì thật là nguy hại hơn tình trạng ngoại giáo sơ khai. Vì người ngoại giáo trong xã hội văn minh đã làm tăng thêm những cái xấu cố hữu của mình, và tình trạng sau này của con người còn bại hoại hơn tình trạng trước kia nữa. Nhưng Chúa đã sắm sẵn cho Ngài những người ở đó. Tại một thành phố kế cận, có một điền chủ tin nhận Chúa, có thể bảo ông là một trong số những người tín đồ đầu tiên. Tại đây, một hội thánh được dựng lên trước khi hội thánh tại Sài Gòn được hình thành. Có một công chức trước kia là cai ngục ở Turin và một người thợ hớt tóc tin nhận Chúa trước tiên. Họ trở thành những chấp sự trong hội thánh, nhưng rất tiếc đời sống của những người này chưa được nên thánh và hội thánh chậm tiến vì cớ họ. Những người ngoại đạo đến với Chúa trong các thành phố duyên hải và tội ác đã đi trước tin lành là những kẻ cần được tẩy sạch tội lỗi và cần được đầy dẫy Thánh Linh trước tiên. Thật sự, họ là những tín đồ sốt sắng, họ sẵn sàng chiến đấu vì lẽ thật, nhưng họ không sống trong hoàn cảnh, họ cãi vã với nhau và hay gây gổ với những người vừa mới quy đạo. Đó là điều những người hầu việc Chúa nản lòng hơn hết. Nhiều người đến hỏi đạo rồi bỏ, cũng có nhiều người đến tin Chúa nhưng trình độ thuộc linh của họ chẳng khác gì những kẻ mà Chúa Giêsu đã phán trong ví dụ về người gieo giống. Một số rơi nhằm bụi gai, gai góc mọc lên làm cho nghẹt ngòi. Nhưng một ngày nọ, có một thanh niên bước vào nhà thờ và tỏ ra rất chăm chú về đạo lý. Người thanh niên này tên Lê, trưởng ga của công ty Hỏa Xa. Những lúc rảnh rỗi, thầy hay đến thăm trụ sở của hội truyền giáo để hỏi cặn kẽ về đường sự sống. Cuối cùng thầy bằng lòng đầu phục Chúa. Hội thánh tổ chức một lễ báp têm với nhiều người khác. Thầy hầu việc Chúa rất sốt sắng. Nhưng ngày kia, thầy Lê bị cảm nặng không đi làm được. Các giáo sĩ rất thất vọng. Họ cầu nguyện tha thiết với Chúa cho thầy được chữa lành. Nhưng bệnh đã không giảm mà còn nặng thêm. Cuối cùng thầy phải đi nhà thương. Bác sĩ cho biết bị lao phổi. Đây là một bệnh nan y. Nhưng các giáo sĩ đã từng thấy Chúa chữa lành những bệnh hiểm nghèo nên họ không có sự gì khó khăn đối với Ngài. Họ cứ tiếp tục cầu nguyện. Nhưng bệnh trạng của người thanh niên này ngày càng trầm trọng hơn.
Các giáo sĩ nghĩ rằng dường như trong lúc này Đức Chúa Trời không cùng làm việc với họ. Nhưng thật ra Đức Chúa Trời đang hành động cách kín nhiệm để bày tỏ quyền năng Ngài. Ít lâu sau, người thanh niên này phải ra khỏi nhà thương vì bác sĩ đã chạy. Thầy về ở với bà gia tại làng kế cận Bình Trị Đông. Bà cụ này rất sùng kính thần tượng. Bà cúng bái rất nhiều, với hy vọng nhờ đó rể bà được cứu khỏi. Bà cho rằng thầy đã bị các thần trừng phạt vì đã lìa bỏ hình tượng để thờ một thần ngoại quốc. Sau đó ít lâu, các giáo sĩ được tin thầy Lê chết. Họ tự cảm thấy đây là một thất bại. Họ đã phải chiến đấu gian khổ nhiều ngày. Người thanh niên này đến với tất cả hứa hẹn đối với họ. Nhưng bây giờ, thay vì được thấy quyền năng Đức Chúa Trời tỏ ra trong sự chữa lành chứng bệnh Nani, thì đau đớn thay, chàng lại chết. Tuy nhiên, có điều khích lệ là bà cụ già đến yêu cầu các giáo sĩ cử hành lễ an táng cho chàng theo nghi lễ Cơ Đốc giáo. Nhân cơ hội này, họ có dịp giảng tin lành cho một đám rất đông dân chúng. Vì tất cả nhân viên sở hòa xa, họ hàng thân thích và bạn bè chàng đều có mặt ở đó. Vài hôm sau, đó là bà cụ sai người đến mời các giáo sĩ và cho biết cả gia đình đều muốn tin Chúa. Bà cũng đã thuật lại, trước khi thầy Lê chết, thầy đã làm chứng về niềm vui, về sự bình an, niềm tin tuyệt đối về sự sống đời đời, về những vấn đề mà trước kia bà chưa từng biết. Trước khi chết, thầy đã nhìn thấy Chúa và gọi cả gia đình lại để giải thích về tình yêu kỳ diệu của Ngài. Thầy khuyên mọi người nên tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình. Rồi dường như thầy nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong phòng, mắt thầy ngời sáng và khuôn mặt phản chiếu của những tin vui mừng sẵn sàng lìa bỏ trần thế để về với Chúa đời đời. Vị giáo sĩ hết sức vui mừng vì cùng một lúc đã cử hành lễ báp têm cho 20 người trong làng đó, và đó chính là khởi điểm của một giai đoạn mới sáng sủa hơn của Hội Thánh Sài Gòn. Ban đầu, mỗi sáng Chủ nhật, họ đến nhóm tại nhà thờ trong thành phố bằng một xe ngựa nhỏ, nhưng ít lâu sau, họ quyết định lập một nhà thờ riêng. Bà cụ bằng lòng dâng một miếng đất và những người khác thì dâng công, dâng của. Chẳng bao lâu, trong làng mạc bọc lên một nhà thờ xinh xắn. Cả làng đã nghe danh Chúa vì những người làm chứng nhiệt thành về thầy Lê trước kia đã gây trong họ một ấn tượng. Hội thánh ở đây lớn mau lẹ đến nỗi nhà thờ trở nên quá nhỏ, không đủ chỗ cho tín đồ ngồi. Họ phải dỡ ra để xây một nhà thờ lớn hơn, lợp ngói rất khang trang. Bên cạnh đó có cả tư thất cho mục sư. Tổng liên hội đã phái đến một mục sư Việt Nam và chức vụ của ông tại đây được Chúa ban phước rất nhiều. Bây giờ, mọi người mới nhận thấy rằng sự chết của thầy Lê có ý nghĩa hơn cả sự sống của thầy. Chúa đã đem thầy về trong nơi vinh hiển. Sự chết của thầy đã khiến mọi người đồng thời ước ao. Chúng tôi không mong gì hơn là được như vậy. Các giáo sĩ tưởng chết đó là một tai họa, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến nó trở thành một nguồn phước lớn cho nhiều người. Ngay lúc đầu, khi nhà thờ này mới được mở, chính quyền địa phương không đòi hỏi giấy tờ phép tắc gì cả. Nhưng về sau, một đám công chức trong thành phố nghe được tin đó liền báo cáo việc thiếu giấy tờ cho chính quyền Pháp ở tỉnh. Họ là những kẻ chống nghịch tin lành. Tại đây, cũng như các nơi khác, tín đồ Đấng Christ đều bị những kẻ không tin bắt bớ. Viên công sứ cũng là một người chống đạo. Ông ta lập tức gửi văn thư cho các giáo sĩ bảo phải xuất trình đủ giấy tờ, bằng không nhà thờ sẽ bị đóng cửa. Vì giáo sĩ tại đây không biết phải làm sao. Nhà thờ đã mở từ mấy năm rồi, có gặp sự rắc rối như thế này đâu. Ông trải bức thư ra trước mặt Chúa và giao phó việc ấy cho Ngài. Mấy hôm sau, ông vào dinh thì được tin viên công sứ thù nghịch kia đã bị đổi đi nơi khác. Viên công sứ mới là một người có lập trường khác hẳn. Vì giáo sĩ trình bày những khó khăn của mình với ông và nói tiếp là từ khi công cuộc truyền giáo bắt đầu ở Lam Kỳ, hội truyền giáo chỉ được cấp một văn thư duy nhất đại khái cho phép các giáo sĩ hoạt động tại Sài Gòn và các vùng lân cận. Viên công sứ liền cho biết ông chỉ cần một bản sao của văn thư trên đây thôi. Sau đó, ông này gửi phó bản văn thư đó cho các viên chức địa phương
và cho họ biết là mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa. Trở lại vấn đề phát triển công việc truyền giáo. Trước đó mấy năm, có một giáo sĩ ở Sài Gòn cảm thấy cần phải làm thế nào để có thể truyền tin lành cho tất cả mọi người ở trung tâm thành phố. Lúc bấy giờ nhà thờ ở một nơi khá xa, nên những người không cố tâm tìm kiếm thì không thể đến được. Nhưng nhà ở trung tâm thành phố Sài Gòn giá rất đắt, hội truyền giáo không có ngân quỹ để mua. Mọi người đều cầu nguyện để đẹp ý Chúa, xin Ngài sớm mở cho một con đường. Ít lâu sau, bỗng có một ngân phiếu 1.000 Mỹ Kim từ Mỹ gửi đến nhằm mục đích xúc tiến công cuộc truyền giáo tại Sài Gòn. Nhận được tiền, hội truyền giáo liền tìm kiếm khắp nơi với hy vọng có một địa điểm thuận tiện cho việc giảng đạo. Cuối cùng, họ thuê một địa điểm rất tốt, nằm đối diện với khu chợ Trung ương, gần bên nhà ga chính và bến xe buýt Thành Đô. Họ liền mở một hội thánh trên địa điểm này. Tại đây, khách bộ hành ngày đêm không ngớt qua lại, khung cảnh rất náo nhiệt, luôn luôn có hàng trăm người túc trực để chờ đợi xe buýt xe lửa đạo phố. Phòng giảng tin lành là một nơi rất rộng rãi, thoáng khí, nằm trên tầng thứ nhì căn nhà bìa của một khách sạn nửa Tây nửa Ta, tọa lạc nơi góc đường Hàm Nghi số 141 và Phó Đức Chính. Phía dưới dùng làm phòng đọc sách và giải nghĩa đạo. Các cuộc nhóm được tổ chức tại đó suốt 4 năm. Trong thời gian ấy, có mấy trăm người nam lẫn nữ xưng nhận mình đã được cứu. Không đêm nào là chẳng có người ngoại đạo đến nghe tin lành. Họ từ khắp các nơi đến thủ đô, có dịp nghe giảng về tình yêu của Chúa thì thường trở về nhà với niềm vui chớm nở trong lòng. Chính những người ấy đã góp phần không nhỏ trong sứ mệnh giao truyền tin lành tại các vùng chung quanh. Bằng chứng là một đêm nọ có hai chàng thanh niên sang trọng con nhà quý phái. Sau khi nghe bài giảng liền quy đạo và sốt sắng nhóm lại thường xuyên. Bỗng một đêm họ biến mất trong mấy tuần lễ, không ai nhận được tin tức của họ ở đâu cả. Sau đó có người từ Bạc Liêu cách Sài Gòn 200 cây số về phía Nam lên cho biết là hai chàng thanh niên này đã đem tin lành về quê nhà tại một làng gần thành phố. Một trong hai người này thuộc gia đình rất giàu có nên đã dâng một số tiền lớn để xây một nhà thờ cho người đồng hương. Hội thánh tại đó tăng trưởng rất nhanh chóng, số tín đồ ngày càng đông. Quyền năng cứu chuộc của Chúa không phân biệt một ai cả. Do đó, người bồi bàn khách sạn cũng được cứu. Nhà hàng ở tầng lầu 3, ngay bên trên giảng đường, sứ điệp tin lành vang ra ngoài các cửa sổ nhà thờ và vọng vào nhà hàng. Một ngày kia, người bồi bàn đến phòng sách và cho biết ý định muốn tin nhận Chúa. Ông kể lại, chính tôi đã nghe nói về Chúa mỗi đêm khi đứng phía trên cửa sổ nhà thờ. Sau khi tiếp nhận Jesus Christ làm cứu Chúa, người này đã đem tin lành về làng mình cách Sài Gòn 100 cây số phía hướng Tây. Chẳng bao lâu, tại đó có một chi nhánh mới được mọc lên. Đúng ra, số tiền 1.000 Mỹ Kim trên đây chỉ đủ chi phí cho việc thiết lập ngọn hải đăng năm đầu tiên tại Sài Gòn. Nhưng tạ ơn Chúa, suốt 4 năm tiếp theo đó, không tháng nào không có một món tiền đặc biệt được gửi đến để trả tiền thuê nhà. Một trong những hình thức chứng tỏ Chúa luôn giúp đỡ tài trợ cho công việc này được kể lại như sau. Số là mỗi đầu tháng, các vị giáo sĩ thường kiểm điểm ngân quỹ để vừa trả tiền thuê vừa chi phí các công việc linh tinh khác. Một tháng nọ, sau khi kiểm điểm số tiền hiện có, các giáo sĩ nhận thấy họ còn thiếu 18 đồng. Tình thế lúc đó rất khó khăn, số tiền phụ cấp cho các giáo sĩ tháng ấy chỉ có 50%. Họ chẳng biết phải làm cách nào khác hơn là cầu xin Chúa giúp đỡ. Cách đó mấy tuần, một người bạn của một vị giáo sĩ đến nói rằng có một người Pháp sắp bán hết dụng cụ ở đây để trở về Pháp vì khủng hoảng kinh tế. Luôn tiện, ông cũng cho biết là trong các cuộc bán đấu giá tổ chức một tuần hai lần tại Sài Gòn, nhiều cây đàn dương cầm được bán với giá gần như cho không. Các giáo sĩ hằng mong ước có một cây đàn dương cầm cho con cái học, lên dặn người bạn khi nào giá rẻ như vậy thì mua dùm. Ngay tuần lễ họ đang hụt ngân quỹ, cạn tiền thì bạn kia đến báo cho biết là đã mua được một cây đàn với giá 20 đồng, giá thật rẻ. Nhưng ngoài số tiền ấy, các giáo sĩ còn phải trả thêm 38 đồng nữa, không có cách nào khác xoay sở.
vì không đủ tiền, phải nhờ phòng bán đấu giá bán cây đàn một lần nữa. Ít lâu sau họ rất ngạc nhiên khi biết cây đàn bán được 42 đồng. Thế là sau khi thanh toán tiền hoa hồng mua và bán, họ còn lại đúng 18 đồng. Đó là một trong những cách Chúa dùng để quân bình ngân sách trong thời buổi khó khăn. With Christ in Doctrine, trang 84. C. Sự hình thành của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mức độ tín đồ tăng lên rất nhanh chóng trong toàn cõi Việt Nam. Cao trào truyền giáo được phát động hết sức mạnh mẽ. Chiến thuật vết dầu loang từ thời tín đồ Phaolô đã được tín hữu Việt Nam áp dụng trở lại một cách rất tự nhiên. Người này hăm hở làm chứng cho người kia, nhất là từ những người mới tin nhận Chúa. Cảm xúc sâu xa về tình yêu diệu kỳ của Ngài nên đã không quản ngại khó khăn, cố gắng bằng mọi cách để làm chứng tin lành cho những người quen biết. Nhờ đó công việc Chúa đã tiến triển vượt bậc trong thời gian ngắn. Chẳng bao lâu, hầu hết các tỉnh trong nước đều có nhà thờ tin lành. Những tín đồ đầu tiên lại sốt sắng đối với công việc chung. Đức tin họ tuy đơn sơ nhưng thành thật, chẳng những vui lòng dâng công, dâng của để xây cất nhà thờ mà hàng tháng lại còn trung tín dâng phần 10 đều đặn để tài trợ những chi phí cần thiết của chi hội. Trong số tín hữu đầu tiên ấy cũng có nhiều người được Chúa kêu gọi đặc biệt nên đã dâng mình vào trường Kinh Thánh tại Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp, một số người trong họ được các chi hội hân hoan mời đến hợp tác hầu việc Chúa. Một số khác được đề cử đến những địa phương, điểm mới để tiếp tục công việc truyền giáo. Trong công trường Thuộc Ninh này, họ đã tỏ ra là những con gặt đầy ơn. Số tín đồ ngày càng đông đảo, thêm nhiều khắp Trung Nam Bắc. Nhận thấy đã đến lúc cần phải thống nhất mọi hoạt động của các chi hội, đồng thời chính thức xác nhận sự hiện diện của mình trong tập thể quốc gia, lên toàn thể mục sư, truyền đạo và tín hữu, quyết tâm nhờ cậy Chúa xây dựng cho mình một giáo hội vững mạnh, đầy đủ tư cách pháp nhân và hoàn toàn tự trị, tự lập. Với chủ trương không chịu lệ thuộc như vậy, nên ngay từ lúc đầu, thay vì lấy chung một tên là Phước Âm Liên Hiệp như những quốc gia khác đã làm, toàn thể giáo hữu Việt Nam đều đồng một lòng, chung một ý, mặc nhiên chấp nhận danh hiệu của giáo hội là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, như tôi đã có dịp đề cập đến ở phần đầu tập hồi ký này. Đây là một danh hiệu lạ lùng do sự đặt để của Chúa, vì Hội Thánh đã hình thành trước khi có những văn kiện quy lập. Để quý độc giả có thể biết rõ hơn về những cơ cấu sơ khởi của Hội Thánh, tôi xin trình tóm lược những định thức căn bản làm nền tảng cho việc tổ chức Tổng Liên Hội đầu tiên tại Việt Nam. Một lớn. Từ Hội đồng Bồi Linh, Hiệp Nguyện đến Hội đồng Lập Pháp. Sau khi tin lành đã ăn sâu vào những thành phố, làng mạc khắp ba miền Trung Nam Bắc và nhất là khi tình hình các hội thánh đã được ổn định, giáo hội nên nghĩ ngay đến việc tổ chức những kỳ hội đồng thường niên để tín đồ toàn quốc có thể tham dự. Hội đồng đầu tiên được tổ chức năm 1924, lần thứ nhì năm 1925 và lần thứ ba 1926. Cả ba lần đều nhóm tại Đà Nẵng và hoàn toàn có tính cách Bồi Linh Hiệp Nguyện. Mục đích của sự nhóm lúc bấy giờ là để thờ phượng, đọc kinh thánh, cầu nguyện và nghe giảng dạy lời Chúa. Hội đồng lần thứ tư cũng tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 5 đến 13 tháng 3 năm 1927 và được chính thức gọi là Hội đồng Tổng Liên Hội. Vì ngoài sự thờ phượng, học kinh thánh, cầu nguyện và nghe giảng lời Chúa, hội đồng còn có phần thảo luận và nghị quyết. Sau đây là 5 điểm nghị quyết của Hội đồng Tổng Liên Hội đầu tiên. 1. Cử một thủ quỹ giữ tiền bạc và lo sổ sách chi thu của Hội Thánh Tổng Liên Hội. 2. Cử một ủy ban hiệp với các giáo sĩ lo soạn thảo quyển điều lệ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. 3. Cử một ban trị sự Tổng Liên Hội để điều hành công việc Hội Thánh chung và để ra mắt chính quyền, đồng thời trình bản điều lệ của Hội Thánh để xin chính quyền công nhận. 4. Kiểm điểm tiền bạc đã dâng cho Hội Thánh. 5. Dự định xây cất trường Kinh Thánh và ký túc xá cho học sinh. Thế theo điều 3 của bản nghị quyết trên đây, một ban trị sự lâm thời được đề cử lo công việc chung. Năm sau, Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 5 cũng nhóm tại Đà Nẵng từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 1928. Bản nghị quyết của Hội đồng
Kỳ này gồm 10 khoản, trong đó có những khoản rất quan trọng để làm nền tảng cho Tổng Liên Hội cho đến ngày nay như khoản 1, biểu quyết công nhận số chính thức là 73 vị đại biểu của các hội thánh tham dự hội đồng. Khoản 2, biểu quyết phân chia các hạt, mỗi hạt có một ban trị sự riêng và chủ nhiệm là người đứng đầu để lo công việc trong hạt. Khoản 7, biểu quyết công nhận bản điều lệ mà ủy ban đã soạn và đã trình hội đồng. Khoản 10, biểu quyết giao quyền quản thủ sản nghiệp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cho một ủy ban chịu trách nhiệm. Theo sự ủy thác của hội đồng, sau khi bế mạc, tân ban trị sự Tổng Liên Hội liền xin ý kiến Hoàng đế Bảo Đại và trình bản điều lệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam để xin lập hội. Hai La Mã, cơ cấu Tổng Liên Hội. 1. Chi hội. Bất cứ nơi nào có một số người Việt Nam tin nhận Đức Chúa Giêsu và thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi theo sự dạy dỗ Kinh Thánh và tuân theo điều lệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thì đều được công nhận là một chi hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mục sư hoặc truyền đạo chủ tọa của chi hội hiệp với ban trị sự Hội Thánh điều hành những công việc của chi hội như thăm viếng, dìu dắt tín hữu trên đường tin kính và mở mang hội thánh. Mỗi tín đồ đều được tham dự hội đồng thường niên của chi hội, nhưng chỉ những tín đồ chính thức mới được phép bầu cử và ứng cử các chức chấp sự hoặc đại biểu. Thành phần ban trị sự hội thánh gồm có thư ký thủ quỹ và các nghị viên do các chấp sự chức vụ đại biểu do hội đồng chi hội ủy nhiệm dưới hình thức đầu phiếu đương nhiên được quyền bàn luận và biểu quyết tại hội đồng, địa hạt hoặc tổng liên hội. 2. Địa hạt liên hội. Tất cả những chi hội trong cùng một khu vực được tổ hiệp lại thành địa hạt liên hội. Ban trị sự địa hạt liên hội gồm có chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thư ký, tư hóa và nghị viên do hội đồng địa hạt liên hội công cử bằng phiếu kín. Nhiệm vụ của ban trị sự này là thi hành các quyết nghị của hội đồng địa hạt, cai quản công việc hội thánh, soạn thảo kế hoạch, mỗi năm khai trình thành tích hoạt động và kết quả thu lượm được lên hội đồng địa hạt. Nhiệm kỳ các chức viên ban trị sự là 2 năm, ngoại trừ trường hợp chức nghị viện, mỗi năm bầu lại một lần. 3. Tổng Liên Hội. Các địa hạt liên hội trong toàn quốc kết hợp lại thành Tổng Liên Hội. Đây là cơ quan đầu não của giáo hội, có nhiệm vụ điều hành quản trị tất cả những công việc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Thành phần ban trị sự Tổng Liên Hội gồm có hội trưởng, phó hội trưởng, thư ký và nghị viên do Hội đồng Tổng Liên Hội bầu cử bằng phiếu kín. Tổng số nghị viên tùy thuộc vào tổng số địa hạt được phân định theo điều kiện địa lý. Chủ nhiệm của các địa hạt cũng đương nhiên được sung vào thành phần ban trị sự Tổng Liên Hội. Nhiệm vụ của ban trị sự được quy định theo Kinh Thánh và điều lệ của giáo hội, quản trị tổng quát những công việc của Hội Thánh và chấp hành những quyết nghị của Đại Hội đồng thường niên. Đồng thời phải khai trình trước Đại hội thành tích hoạt động và kết quả thu hoạch được trong năm qua. Nhiệm kỳ của mỗi nhân viên ban trị sự Tổng Liên Hội là 2 năm, chỉ riêng các nghị viên là mỗi năm phải bầu lại một lần. Với hình thức tổ chức căn bản trên đây, chúng ta có thể kết luận Tổng Liên Hội là cơ quan đầu não, nắm vai trò lãnh đạo tổng quát, địa hạt liên hội, chịu trách nhiệm từng giáo hội và chi hội là phần địa phương lòng cốt của Hội Thánh. Sau khi đệ trình bản điều lệ lên Hoàng đế Bảo Đại năm 1928 để xin lập hội, Hội Thánh đã gửi nhiều văn thư kế tiếp cho chính quyền Đông Pháp lúc bấy giờ, nhắc họ xét đơn của giáo hội. Nhưng mãi đến ngày 19 tháng 1 năm 42, toàn quyền Duyên de Coos mới ký văn thư chính thức công nhận thành phần ban quản trị của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Như vậy, đối với hội truyền giáo và đối với chính quyền Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đang tiến dần đến chỗ hoàn toàn tự trị tự lập. Quyền cao cả của giáo hội ở trong tay của giáo hữu. Mỗi đại biểu tại các hội đồng đều có quyền biểu quyết hoặc phủ quyết những dự thảo luật. Dĩ nhiên là nguyên tắc đa số tương đối vẫn được áp dụng. Khi một dự án hoặc một đề nghị đã được Hội đồng Tổng Liên Hội biểu quyết, bản văn ấy liền được chuyển qua Ban trị sự Tổng Liên Hội để thi hành.
Đại hội đồng Tổng Liên hội mang tính chất của một cơ quan lập pháp và Ban trị sự Tổng Liên hội giữ chức vụ hành pháp. Về việc quản trị tài sản của Hội Thánh, Ban trị sự Tổng Liên hội đề cử một ban quản trị riêng chịu trách nhiệm trước giáo hội và chính quyền. Ban quản trị này thay mặt Tổng Liên hội đứng tên hoặc được sáp nhập vào tài sản giáo hội bởi sự lạc hiến của tín hữu. Về phương diện tài chính cũng vậy, Hội Thánh Tin lành Việt Nam tuy không có những tổ chức kinh tài, nhưng mỗi hội thánh đều có công quỹ riêng do lòng sốt sáng dâng của mọi tầng lớp tín hữu yêu mến Chúa. Tiền bạc trong hội thánh được giao cho viên tư hóa có nhiệm vụ cất giữ, còn quyền thu xuất do ban trị sự quyết định. Hình thức phân công này đã được thi hành một cách đứng đắn từ trung ương đến địa phương, nơi nơi đều thống nhất trong hành động, mỗi người một trách nhiệm để phát triển công việc chung. Từ ngày khởi điểm, tuy không có những văn kiện chính thức quy định, nhưng tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng chính thể của giáo hội về phương diện tổ chức là chính thể dân chủ và chế độ giáo hội là chế độ phân quyền. Thể chế này đã được minh định rõ rệt dựa theo những truyền thống của Kinh Thánh và ý thức trách nhiệm của toàn thể tín hữu. Tóm lại, dựa theo những định chế căn bản trên đây, Hội Thánh Tin lành Việt Nam được thành lập, và sự thành lập Hội Thánh Tin lành Việt Nam đã đánh dấu một khúc quanh quan trọng của giáo hội cơ đốc tại Việt Nam. Hội Thánh Tin lành Việt Nam hoàn toàn tự trị tự lập về phương diện pháp lý, quy chế và tài chính. Hội Thánh hoạt động bên cạnh Hội Thánh Truyền giáo Phước âm Liên hiệp, nhưng không còn lệ thuộc Hội Thánh Truyền giáo như trước nữa. 3. Chủ quyền trên giáo hội. Đấng sáng lập Hội Thánh Tin lành Việt Nam về phương diện tổ chức, những quyết định liên tiếp của Hội Thánh Việt Nam. Nhưng vấn đề đối với chúng ta trong lúc ấy cũng như ngay bây giờ, ai là người sáng lập Hội Thánh? Chắc hẳn mọi người chúng ta đều quả quyết rằng chính Thánh Linh của Chúa. Tuy những thắc mắc có thể có, nhưng bởi ơn Chúa và bởi sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta có thể giải thích không có gì khó khăn. Trong lúc Đấng Christ còn tại thế, Hội Thánh chưa được thành lập, dù có số khá đông người bằng lòng theo Ngài, nhưng Ngài đã có sẵn một chương trình về việc thiết lập Hội Thánh và ý định của Ngài là sẽ thiết lập Hội Thánh trên vầng đá của các thời đại. Bởi ý định đó mà có lần Ngài đã phán cùng sứ đồ Phi-e-rơ, còn ta lại bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này, cửa âm phủ chẳng thắng được nó. Matthew chương 16 câu 18. Tuy nhiên, trọng tâm của sứ mệnh Ngài là đến thế gian chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Nên sau khi từ kẻ chết sống lại và trước khi thăng thiên, Ngài đã ân cần dặn dò các môn đồ chớ ra khỏi thành Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi Đấng Cha đã hứa: các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Thánh Linh. Công vụ chương 1 câu 4, câu 5, câu 8. Những lời phán bảo của Ngài trên đây còn bao hàm một ý nghĩa ủy thác. Một giai đoạn của sứ mạng đã hoàn tất và bây giờ đến giai đoạn thứ hai. Đấng đảm trách sứ mệnh trực tiếp trong giai đoạn này không phải là Jesus Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta, mà là Đức Thánh Linh, Đấng Cha đã hứa, Đấng an ủi. Giai đoạn đó mới thật bắt đầu trong ngày lễ ngũ tuần, khi tất cả môn đồ đồng tâm hiệp lực nhóm nhau để khẩn nguyện thì Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ. Kinh Thánh kể lại rằng vào ngày lễ ngũ tuần, tất cả môn đồ nhóm lại một chỗ, thình lình có một trận gió lốc thổi ào ào, đầy cả nhà họ ngồi, lại có lưỡi như lửa hiện đến, chia nhau đậu trên mỗi người trong họ. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Thánh Linh cho họ nói. Công vụ chương 2, câu 1 đến câu 4. Thế là, sau biến động, Hội Thánh được thành lập, chúng ta có thể bảo rằng ngày lễ ngũ tuần cũng là ngày Hội Thánh được khai sinh. Hội Thánh được thành lập bởi Thánh Linh, đó là điều rõ ràng, không ai chối cãi được. Khởi điểm của đức tin bắt nguồn từ đó, và nhờ đó, người Do Thái hoặc ngoại bang có thể đến tin nhận Đức Chúa Giêsu. Hàng triệu người nhập vào Hội Thánh, được tái sinh và được công nhận làm con cái Đức Chúa Trời. Lễ mầu nhiệm đó được hiển lộ lần lần qua sách Công vụ. Đến đoạn 5 câu 11 thì công việc thành lập Hội Thánh kể như đã hoàn tất. Danh từ Hội Thánh tuy mới xuất hiện lần đầu qua câu "cả Hội Thánh đều sợ hãi"
quá đỗi, cho đến người nghe tin cũng vậy. Câu 11. Nhưng ý nghĩa của nó đã bàng bạc từ trước. Trong nguyên văn Hy Lạp, hai chữ hội thánh được mô tả bằng chữ Ecclesia, có nghĩa là nhóm người được kêu gọi ra khỏi thế gian để làm tuyển dân cho Đức Chúa Trời. Để có thể tìm cho từ ngữ này một định nghĩa chính xác, công việc đầu tiên của chúng ta là nghiên cứu câu kinh thánh sau đây. Simon vừa thuật lại thế nào lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã thăm người ngoại bang để từ trong họ lấy ra một dân cho danh Ngài. Công vụ chương 15 câu 14. Qua tinh thần của câu kinh thánh trên đây, về một phương diện hội thánh có ý nghĩa như một cách biệt, một giả từ đối với thế gian, đưa một số người từ trạng thái này mù mờ sang trạng thái khác, trong sáng, cao khiết bởi nhịp cầu thông cảm của thập tự giá. Ngoài ra, hội thánh còn bao hàm ý nghĩa của một sự tôn vinh. Trong cá nhân tín hữu, dù được tái sinh, được nên thánh, vẫn còn một chỗ bất toàn. Nhưng trong tập thể của những người được chuộc, sự toàn bích đương nhiên được thể hiện, và sự toàn bích đó là một viên ngọc làm sáng danh Cha. Sau biến động, có một không hai của lễ ngũ tuần, tinh thần truyền giáo cuồn cuộn, dâng lên như mây ngàn thác lũ. Từ dã kinh thành Jerusalem chật hẹp, các sứ đồ bắt đầu ra đi, các tín hữu nơi nơi đều sốt sáng làm chứng về Chúa. Âm hưởng của tin lành bắt đầu lan dần khắp miền Tiểu Á. Những vòng truyền giáo đã đem lại rất nhiều kết quả. Thánh Linh đã cùng đi với họ, hành động bên cạnh họ. Do đó, hội thánh được mọc lên khắp nơi. 20 thế kỷ qua, công việc của Đức Chúa Trời vẫn còn được tiếp tục và phát triển nhanh chóng. Mục tiêu truyền giáo không còn giới hạn trong một phạm vi nhỏ hẹp, mà là hướng về toàn thể địa cầu. Công việc của Đức Thánh Linh vẫn không thay đổi. Bởi vậy, khi hội truyền giáo Cơ Đốc và các giáo sĩ liên hiệp dự định đến xứ này để truyền giáo, thì Đức Thánh Linh đã đi trước để mở đường cho họ. Ngài đã đồng công với họ trong đồng lúa tại Việt Nam, và chính Ngài đã sáng lập nên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ngần ấy sự kiện đã chứng minh cho ta thấy rằng chính Thánh Linh vừa là đấng sáng lập nên Hội Thánh vô hình, và chính Ngài cũng là đấng sáng lập nên Hội Thánh địa phương trách nhiệm nên Hội Thánh địa phương. Trách nhiệm sáng tạo của Ngài có thể được hiểu qua ý nghĩa của câu kinh thánh này. Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Sách-cha-ri chương 4 câu 6. Thánh Linh đã sáng lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, đã đồng công với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bắt đầu từ khởi thủy, và chắc chắn Ngài đồng công với chúng ta cho đến khi nào sự hiện diện của Hội Thánh trên thế gian không còn cần thiết nữa. 4. Nền tảng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ý niệm về đấng sáng lập giáo hội đã được phác họa sơ lược ở phần trên. Về phương diện hình thức, như thế đã tạm đủ để chúng ta không bỡ ngỡ về sự xuất hiện của Hội Thánh Chúa trên mặt địa cầu. Nhưng nếu nhìn xa hơn để truy tầm nguồn gốc, tức động lực phát hiện hay là nền tảng căn bản để xây dựng giáo hội, thì nếu dừng lại đây, chúng ta sẽ thiếu sót. Vì một tổ chức giáo hội, dù có những nghi lễ trang nghiêm, hình thức nhóm lại dù có long trọng đến thế nào đi nữa, nhưng không có một nền tảng vững chắc thì cũng không thể nào đứng nổi trước những tấn công dồn dập của ma quỷ và những cám dỗ của thế gian tội lỗi. Do đó, nền tảng hội thánh phải là cái nền bằng đá sống, không bị tàn phá bởi thời gian, trái lại sẵn sàng đối phó với tất cả mọi hoàn cảnh. Thế đứng của hội thánh phải là thế đứng vững mạnh, vươn lên cao và tỏa ra một vạn hào quang rực rỡ. Nói cách khác, hội thánh phải có năng lực chủ động trong mọi tương quan lịch sử ở trong thế gian, nhưng tách rời của thế gian, hội thánh không thể bị chi phối bởi thế gian. Trái lại, sự hiện diện của hội thánh còn làm cho thế gian khỏi bại hoại hoàn toàn. Trong Cựu Ước, có nhiều lần nói đến một vầng đá là nơi ẩn náu của dân Do Thái, và vầng đá đó chính là Đức Chúa Trời hằng sống. Bản chất tự hữu hằng hữu của Ngài được mô tả qua sự oai nghiêm sừng sững của một hòn đá, không lệ thuộc vào bất cứ một hiện tượng chuyển biến nào của thiên nhiên. Chính vì ý nghĩa đó mà Môi-se đã nói: "Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi." Công việc của hòn đá là trọn vẹn. Phục truyền chương 3 câu 3. Tiên tri Ê-sai cũng đã thuật lại lời Đức Giê-hô-va phán: "Nay ta đặt Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quý báu.
làm nền vững bền, ai tin sẽ được gấp rút. Esai chương 28 câu 16. Ngoài ra, hòn đá ấy còn là biểu tượng của một sự bao bọc che chở. Ngài là một nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn nĩ cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn. Chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cuồng bạo thổi hơi ra như bão, xông vào tường thành. Esai chương 25 câu 4. Trong khi cựu ước mặc khải cho chúng ta biểu tượng về nền tảng của hội thánh, thì chính tân ước đã làm ứng nghiệm ý nghĩa đích thực của lời tiên tri. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian và chính Ngài là vầng đá ấy. Ngài là nền tảng của hội thánh, thực thể của Jesus Christ, là hiện thân của Đức Giê-hô-va ngày xưa. Nói cách khác, Ngài là Đức Chúa Trời thành nhục thể. Trong các buổi giảng, sứ đồ Phi-e-rơ luôn luôn sốt sắng kêu gọi mọi người hãy đến cùng Ngài, là hòn đá sống bị người ta loại ra, song đối với Đức Chúa Trời thì được lựa chọn và quý trọng. Nhất Phi-e-rơ chương 2 câu 4. Và cũng vì có cùng một quan niệm như vậy, nên thánh đồ Phao-lô đã quả quyết rằng chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Jesus Christ. Nhất Cô-rinh-tô chương 3 câu 11. Nên Jesus Christ là nền tảng của hội thánh vô hình và chính Ngài cũng là nền tảng của hội thánh tin lành Việt Nam. Chân lý này chẳng những đã được Kinh Thánh và các sứ đồ minh giải mà chính Cứu Chúa chúng ta cũng đã xác nhận như lời Ngài đã phán với Phi-e-rơ. Còn ta lại bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên vầng đá này, cửa âm phủ chẳng thắng được nó. Ma-thi-ơ chương 16 câu 18. Câu Kinh Thánh trên đây đã có một số đông người hiểu lầm cho rằng Chúa là Phi-e-rơ làm nền tảng hội thánh, nhưng ý nghĩa đích thực của nó không phải như vậy. Ngài không ám chỉ Phi-e-rơ, vì chữ vầng đá ở đây là vầng đá lớn, nguyên văn Hy Lạp là Petra. Còn tên Phi-e-rơ hiểu theo nguyên ngữ là một hòn đá nhỏ, Petra. Sở dĩ Chúa phán điều này vì trước đó Phi-e-rơ đã xưng nhận Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Vì chỉ con Đức Chúa Trời hằng sống mới có thể là nền tảng hội thánh mà thôi. Phi-e-rơ dù có là một sứ đồ được nhiều ơn, nhưng trước mặt Chúa, ông chỉ là một con người với tất cả yếu đuối, lầm lẫn có thể có. Thật sự quá trình hoạt động của Phi-e-rơ đã chứng minh cho chúng ta điều đó. Đấng Christ chẳng những là nền tảng hội thánh mà còn là đầu tiên của hội thánh nữa. Cho nên, hội thánh tin lành Việt Nam dù trải qua biết bao giai đoạn khó khăn, tin lành bị bắt bớ bằng nhiều hình thức, nhưng đạo của Chúa vẫn cứ tồn tại và vững mạnh cho đến ngày nay. Trong quá khứ, có nhiều người vì chân lý phải ngã gục xuống, nhưng liền theo đó có những cánh tay rắn chắc khác vươn lên cao. Ngọn đuốc tin lành vẫn cháy sáng qua mọi thời đại, và đức tin nơi Christ của những môn đồ chứng kiến vẫn không thay đổi. Ngoài Christ không có ai đủ khả năng lãnh đạo hội thánh, không có ai đủ tư cách để đại diện cho Ngài ở trần gian. Chẳng ai trong vòng các sứ đồ được cử làm đầu hội thánh. Trước khi thăng thiên, Ngài chỉ ủy thác cho họ một sứ mệnh duy nhất là giao truyền tin lành. Vâng theo sứ mạng này, họ bắt tay ngay vào công việc truyền giáo, và 20 thế kỷ qua, nhiệm vụ các quỹ này của họ vẫn được tiếp tục và chắc chắn sẽ được tiếp tục mãi mãi cho đến ngày Cứu Chúa Giêsu tái lập. 5. Hội thánh thuộc về ai? Với những kinh nghiệm thu thập được trong đời sống đức tin và bởi sự mặc khải của Kinh Thánh, chúng ta biết chắc rằng Hội thánh tin lành Việt Nam đã được Đức Thánh Linh sáng lập và Jesus Christ, Chúa yêu dấu của chúng ta, là nền tảng. Nhưng hội thánh thuộc về ai? Đó là điểm thắc mắc cuối cùng có thể có của những người vừa mới bước chân ra khỏi vùng bóng tối, và cũng là một trong những điểm tế nhị nhất của thần học Cơ Đốc. Huyền nhiệm về Đức Chúa Trời ba ngôi thì vẫn còn là một huyền nhiệm rất cao siêu mà trí óc hữu hạn của con người khó có thể nhận thức thấu đáo được. Nhưng về phương diện này, trong tương quan giữa ba thân vị và trong trật tự lãnh đạo tối thượng, sự phân nhiệm đã được minh định rõ rệt. Thánh Linh là đấng sáng lập hội thánh và Jesus Christ là đầu hội thánh. Với tư cách là đầu hội thánh, Ngài có thể ví chính mình
như là gốc của một thân cây và Đức Chúa Trời là đấng trồng cây ấy. Chẳng những biểu tượng của chân lý này đã được Ngài dạy dỗ nhiều lần bằng những ví dụ mà chính Ngài cũng trình bày cặn kẽ trong giờ tương giao trực tiếp với Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian, họ vốn thuộc về Cha. Giăng chương 17 câu 6. Danh từ Cha trong giao ước trên đây của Christ là thân vị của đấng sáng tạo, chủ tế của trời đất muôn vật và loài người. Đó là một trong những lẽ thật bất di bất dịch mà Kinh Thánh đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại. Muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. La Mã chương 11 câu 36. Họ vốn thuộc về Cha. Jesus Christ xác nhận như vậy, và Ngài cũng đã nói rõ hơn: phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức thuộc về Con. Giăng chương 17 câu 10. Tiêu đề của giao ước trên đây không phải là các thiên sứ hoặc thiên sứ trưởng, mà là hội thánh, tức những biệt người Cha ban cho Con. Đã được tách khỏi thế gian tội lỗi và mọi xiềng xích của ma quỷ, dân sự của đấng Christ, thân thể của đấng Christ là cơ nghiệp của Cha Ngài. Hội thánh thuộc về Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời là chủ tể của hội thánh, không thuộc về thế gian hoặc một giáo chủ nào khác ngoài Ngài. Trong Ngài, chúng ta thừa hưởng tất cả mọi phước hạnh vì chúng ta là thân thể của đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Không có gì cao quý hơn hội thánh ở trước mặt Chúa, kể cả những vương quốc tuyệt đỉnh, những vinh quang của thiên đàng và sự uy nghi của các thiên sứ. Bởi đó, một nhà thần học Cơ Đốc trong khi nghiên cứu những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã viết như sau: các thiên sứ được dựng lên vì cớ đấng Christ. Không có một thiên sứ nào có thể tung cánh trong khoảng không vô tận theo đường lối của riêng mình, trừ phi Đức Giê-hô-va muốn cho con Ngài có những kẻ tùy tùng. Trong trường hợp ấy, tân phụ vẫn quý trọng hơn những tùy tùng gấp bội. Dù cho đấng Christ có thống lãnh mọi vương quốc, chiếm hữu mọi quyền lực, cai quản trên đất tất cả mọi kẻ cầm quyền đi nữa, thì Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta được ngồi với Ngài trên ngôi, như chính Ngài đã thắng và ngồi với Cha Ngài trên ngôi Ngài. Tất cả mọi sáng tạo khác đều bắt nguồn từ bên ngoài, nhưng hội thánh được sáng lập từ bên trong bằng một đường lối rất huyền nhiệm được mặc khải lần đầu tiên trong vườn Ê-đen. Khi Adam, hình bóng về đấng Christ, được Đức Chúa Trời dựng nên, Người được ban cho quyền bính trên mọi sinh vật, Người đặt tên cho chúng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Đức Giê-hô-va bèn khiến cho Adam ngủ mê, và trong khi người ngủ, Ngài lấy ra một xương sườn để nắn lên một người nữ và ban nàng cho người. Do đó Adam có thể nói: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đây là mầu nhiệm lớn trong tương quan giữa đấng Christ và hội thánh. Cho đến hôm nay và mãi về sau, Chúa vẫn luôn phù hộ, gìn giữ những kẻ thuộc về Ngài. Đó là niềm an ủi và sự khích lệ lớn đối với chúng ta. Lắm khi chúng ta phải trải qua những giờ phút gần như tuyệt vọng nhất và những ngược đãi của người đời, xin hãy nhớ lại những lời hứa sắc son của Chúa: đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi, gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che nấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Ê-sai chương 43 câu 1 câu 2. Nhìn lại những đoạn đường hội thánh Chúa tại Việt Nam đã đi qua, chúng ta có cớ để cảm tạ sự thành tín của Ngài. Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, nên những lời hứa của Ngài cũng không đổi thay. Thiết tưởng không có gì vui sướng hơn lúc phải sống trong những giờ phút đen tối nhất lịch sử, tai chúng ta được nghe tiếng phán êm dịu của Ngài: người chớ sợ, vì ta ở cùng ngươi. Jeremy chương 46 câu 28. Có biết bao lời hứa tương tự như vậy đã được ra từ miệng đấng Christ.
Trường Kinh Thánh và Thánh Kinh Thần Học Viện. Mùa thu năm 1911, Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp đã được phép đặt cơ sở truyền giáo thứ nhất tại Việt Nam là Đà Nẵng. Tới tháng 9 năm 1921, các chiến sĩ mở lớp dạy Kinh Thánh tại Đà Nẵng. Bắt đầu lớp học chỉ có 4 người, sau được 7 người. Đến cuối niên học 1921-1922, số học viên là 9 người. Khi đó, lớp học là một cái phòng trước dùng để xe ngựa. Vì vậy, có lời chế nhạo rằng học sanh trường Kinh Thánh Tin Lành học trong chuồng ngựa. Nhưng các học viên vẫn hãnh diện và đáp lại rằng: "Phải rồi, Chúa chúng tôi đã Giáng sinh trong chuồng bò mà." Vị đốc học của trường Kinh Thánh là giáo sĩ D.I. Jeffrey. Xem ảnh ở đầu sách. Đầu năm 1923, có một phòng học khá rộng, tọa lạc tại phía sau nhà thờ Đà Nẵng. Phòng học này có đủ chỗ cho 50 học viên. Tháng 12 năm 1924, hoàn thành thêm một phòng học lớn hơn, dùng làm lễ đường và 4 lớp học tọa lạc trong khuôn viên trường Kinh Thánh. Những phòng ốc này đã được dùng để làm trường Kinh Thánh liên tiếp trong các niên học cho tới niên khóa chót của trường Kinh Thánh tại Đà Nẵng năm 1959 đến năm 1960. Tháng 7 năm 1960, trường Kinh Thánh được thiên di vào Nha Trang và đổi tên là Thánh Kinh Thần Học Viện. Tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Ngài đã biết trước sự cần dùng của Hội Thánh và biết rõ đường lối của loài người. Ngài đã dự bị công việc phổ biến Kinh Thánh được tiến triển một cách kịp thời và đúng lúc. Sau đây là quá trình của Thánh Kinh Thần Học Viện do ơn Chúa chuẩn bị. Vào khoảng năm 1948 đến năm 1949, tôi thấy công việc Chúa ở miền Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, trái lại công việc Chúa tại miền Bắc ngày càng khó khăn hơn. Nên tôi đã cầu nguyện với Chúa và được thúc giục phải có một trường Kinh Thánh ở giữa vùng có đông Hội Thánh. Sau một thời gian cầu nguyện, tôi đã ngỏ ý này với cụ mục sư ông Văn Huyên, lúc ấy đương là giáo sư trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Khi ý này được tỏ ra thì liền gặp sự chống đối mãnh liệt và dai dẳng, đến nỗi có người tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng đã nói với ông rằng mỗi lần ông về đây Đà Nẵng là làm cho chúng tôi mệt chí thêm, tốt hơn ông đừng thăm chúng tôi nữa. Khi ấy tôi đương ở Hà Nội, vì mỗi lần ông đến là như ném lựu đạn vào chúng tôi. Tháng 5 năm 1951, văn phòng Tổng Liên Hội từ Hà Nội rời vào Đà Lạt. Từ ngày ở Đà Lạt, tôi thường gặp ông Ao Gạ, là người tín đồ Pháp làm đồn điền tại Di Linh. Ông Ao Gạ có miếng đất tại Nha Trang, hiện nay là Thánh Kinh Thần Học Viện, muốn bán cho Hội Thánh để ông thu xếp về Pháp. Tôi lại đem ý thiên di trường Kinh Thánh bàn với cụ mục sư Duy Cách Lâm và cụ mục sư ông Văn Huyên. Chúng tôi đồng ý đưa vấn đề này cho Tổng Liên Hội để thảo luận. Nhưng chúng tôi lại vướng phải vấn đề vô cùng khó khăn là không có tài chính. Trong khi đó, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và chờ ý Chúa được nên trong công việc này. Trong thời gian ấy, ông Augard về Pháp, ông đã giao chủ quyền miếng đất lại cho ông mục sư Nguyễn Văn Tầm, là vị truyền giáo tại Di Linh, nơi làm việc của ông Augard. Vào khoảng cuối năm 1957, giáo sĩ G.S. Zivili, lúc bấy giờ là hội trưởng hội truyền giáo, đến thăm Nha Trang. Tôi nhắc lại ý định thiên di trường Kinh Thánh vào Nha Trang với ông và mời ông đi xem sở đất của ông Ao Gà, nơi mà chúng tôi có ý định mua để thiên di trường Kinh Thánh vào. Ông giáo sĩ J.S. Zivili sốt sắng hưởng ứng, đã cổ động với thư ký hải ngoại là ông L.L. King. Ông King cũng sẵn lòng tán trợ. Tạ ơn Chúa, ý Ngài đã được nên, chúng tôi nên xúc tiến mua miếng đất mà ông Ao Gà đã hứa bán cho Hội Thánh. Mùa hè năm 1958, Thánh Kinh Thần Học Viện khởi công xây cất dưới sự điều khiển của cụ mục sư Duy Cách Lâm và cụ mục sư ông Văn Huyên. Thánh Kinh Thần Học Viện đã khai giảng niên khóa đầu tiên tại Nha Trang ngày 5 tháng 9 năm 1960. Lễ khánh thành đã được cử hành ngày 9 tháng 7 năm 1961. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã đấng dự bị
mọi sự cần cho hội thánh của Ngài tại Việt Nam.